Mình học Phật Pháp, mình thấy gia đình người ta hạnh phúc là mình thấy mình mừng. Nên những đức thường nhắc á, chúng ta ưa bị cái mù quáng ngay chỗ này nè. Khi chúng ta học Phật cùng với học Phật với nhau, chúng ta nó đồng tình, nên chúng ta dễ liếng ái. Đồng tình là đồng tư tưởng quý vị. Rồi tự nhiên cái tin tưởng dội vàng, rồi chúng ta liếng ái nên thành mù quáng. Là khi bạn đồng tu, bạn đồng tu với nhau, rồi khi mà tự nhiên mình cũng là tu hành, mình thấy người ta cũng tu hành, tự nhiên cái khi đến với nhau cái gì cái tùy tiện khai thác với nhau hết trơn. Rồi xong có tiền bạc gì hỏi tới cái đưa cho mượn. Cái khi mà cái gì cái thất vọng, bản thân mình phải có góc độ học Phật là học trí tuệ quý vị. Nên những đức thường nhắc nhở kỹ lắm á. Tại vì trong đạo mười mấy năm, những đức kinh nghiệm gặp nhiều trường hợp quá quý vị ơi. Nên đem những cái kinh nghiệm chia sẻ cho quý vị nghe. Mình lớn vậy đó, nhưng mà có khi mình chơi với bạn mình cũng có góc độ, phải cẩn thận, hiểu không? Mình chơi với ai là tự mình sẽ nhận thức được, khéo léo mà nhận thức nó. Nên á, mình chơi với ai, mình là người nữ, mình chơi với ai mà cái người nữ cái đó đó mà họ chỉ cần mà đi ra đường mà họ mà gặp trai đồ, mà họ dè dẳng đồ, họ liếc mắt đưa tình đồ, mình gặp cái người đó mình tránh, không có chơi chung. Mình chơi chung với những người vậy rồi biết đâu nó kéo thêm thằng nữa, nó dính mình vô thì sao? Tại vì nó gặp độ rồi mình bước ra không được, hiểu không? Nó như hôm qua mà ngồi nói chuyện với hai vợ chồng Hoa hậu Kim Tho, ngồi nói chuyện xong Kim Tho nói rằng trong Phật Pháp hay lắm thầy, từ khi mà con đi đến chùa mình tới bây giờ thầy, hồi đó con cũng biết một ngôi chùa thầy, vợ chồng con lúc đó làm ăn thịnh dữ lắm, chồng Kim Tho là một doanh nghiệp lớn, nhiều công ty, nhưng mà trong cái mùa dịch bị ảnh hưởng lớn nên cũng mộ đạo. Chồng Kim Tho cũng thăng với thầy Pháp Hòa lắm, như bạn bè, nên cũng biết một ngôi chùa lớn lắm ở một cái chỗ khác Việt Nam mình. Hồi đó thờ thịnh đến cũng hộ pháp lắm, chịu tu. Chồng Kim Tho sau này khi làm ăn không có phát triển, không có điều kiện cúng như ngày xưa, thì thấy nó không còn được cái tình cảm như hồi đó. Xong rồi trong lòng cũng hơi buồn buồn, cái nghĩ cũng thích chùa chiền, tự nhiên sao biết tới những đức, rồi cái duyên đến với mình luôn. Mà khi mà đến với mình luôn là gần 4 tháng nay hai vợ chồng ăn chay trường luôn. Thì anh chồng nói một câu vậy nè: khi con đến với thầy con cúng dường thầy gì mà sao cái tình cảm của chùa chiền này đặc biệt quá. Mà thật sự đâu có dính dáng tiền bạc cúng dường gì đâu, nhưng mà tự nhiên mình thấy anh đó, anh trầm tính, anh nghiêm túc đàng hoàng, thấy thích, có khi nói chuyện qua lợi chớ nha, vậy thôi. Kim Tho lợi hát, Kim Tho hát chùa mình, Kim Tho nói hay lắm thầy, con hát không có hay đâu thầy ơi, nhưng mà ngộ tay từ khi mà hát cho chùa tới giờ nhiều xô mời con lắm thầy. Con thấy rõ ràng thầy nói đúng, có những nơi nên tạo phước, có những nơi tự nhiên sẽ có tiền, mà tự nhiên xô mời con, người ta trả tiền con nhiều lắm, nhiều hơn ngày xưa nhiều, ngộ ghê. Rồi cái chặng lễ dí Quan Âm Bồ Tát, hồi xưa giờ con đâu có lại Phật đâu thầy, lại ít ít vài lại thì được, chứ không bao giờ mà lại nhiều vậy đâu. Con nghĩ rằng 500 lại con không bao giờ mà con lại được đâu thầy ơi, nhưng con có không ngờ luôn, con lại gần 1500 lại. Chồng của con lại được 2000 lại đi coi, thấy không? Xong những đức nói phải lại Phật xong tự tin lắm đúng không? Dạ con rất là tự tin. Từ đây bây giờ mà lễ Phật vài chục phút là con thấy bình thường lắm, không có gì đâu. Đó, thấy không? Rõ ràng. Nên quý vị biết rằng
Mình học đạo mình phải có cả cái cảm nhận, nhận thức. Chơi với ai mình cũng phải có góc độ sâu sắc, thấy không? Thà cuộc đời của mình có một người bạn chất lượng còn hơn là có 10 người bạn. Còn nếu như bạn lãng quạng thì thôi, thà chúng ta không nghịch với ai mà chúng ta cố gắng duy trì cái gia đình mình cho tốt. Đừng nghịch với ai thôi, đừng có đụng chạm, đừng nghịch với ai. Giữ gia đình mình tốt là được rồi, đó là tấm gương của người học Phật rồi. Hôm qua những đứa có nói một câu á, thì nghe rõ ràng cái lời Hòa Thượng không ngày giảng, ngày để lại. Đạo tràng Tây Phương Cực Lạc là ở đâu? Là gia đình của quý vị á. Cái gia đình của quý vị á. Tại vì quý vị đi đến chùa từng được có 1-2 ngày à, nhưng mà ở nhà bị nhiều ngày quá mà bị không tu, vậy thì thua rồi. Nên cái thời khóa tu nè, rồi tượng Phật cái Đức Tạng bị hết trơn rồi, chỉ vì phương pháp tu hết rồi. Nên cái đạo tràng Tây Phương Cực Lạc là ngay nhà quý vị á. À, học Phật thì sao mà gầy dựng một gia đình hạnh phúc á. Trong cái hạnh phúc quý vị, nó có cái hy sinh á. Trong hạnh phúc nào cũng có hy sinh. Đối với vợ, đối với chồng mình cũng có cái hy sinh mà hạ mình chút thì nó mới có được một gia đình quý vị à. Rồi từ từ người ta mới cảm nhận mình quý vị ơi. Chứ không phải nói rằng là cái hạnh phúc là quý vị đều được chiều chuộng thương yêu không đâu. Nhưng có những cái hạnh phúc quý vị phải có cái hy sinh đó. Quý vị phải có cái sự hạ mình, chịu thiệt ở trong đó đó, để mà quý vị giữ được một gia đình hạnh phúc. Hiểu không? Mình chỉ cần có tâm hy sinh mà được gia đình hạnh phúc thì chúng ta cũng chấp nhận hy sinh. Nhưng chúng ta biết đó là giả tạm thiệt, nhưng đối với hình thức thế gian thì chúng ta phải duy trì, phải cho đúng. Rồi chúng ta đến một ngày nào chúng ta biết nó là vô thường thì tự chúng ta buông thôi. Cái chuyện này mỗi người học Phật tự mà mình biết. Còn cái chuyện vợ chồng từ từ hiểu thì sẽ biết chung. Còn nếu như mình hiểu vợ không hiểu, mình hiểu chồng không hiểu, thì bản thân mình hãy giữ cái hiểu đó đi. Còn người ta chưa hiểu thì mình hãy có những cái hy sinh để mà có một gia đình hạnh phúc. Hãy nhớ kỹ, chứ đừng có bao giờ nói rằng tôi hy sinh là tôi thiệt thòi, bậy quá, đâu có đâu. Không có thiệt thòi đâu. Nó tại vì mình với người ta đã đến với nhau là vợ chồng thì mình phải có sự hy sinh chứ. Người ta cũng có cái hy sinh, mình cũng có cái hy sinh mà nhiều ít thôi, khác nhau. Giống như nhân quả, thiếu nhiều thiếu ít thì tự theo đó mà hy sinh nhiều ít. Chứ không có bỗng không tự nhiên mình hy sinh đâu. Hiểu không? Nếu người ta không có thiếu nợ gì mình cũng muốn hy sinh cũng không được. Nó nên á, quý vị đi về chùa học Phật, nữ với nữ nhau rất là đông. Như Đức nhắc rất nhiều lần, đừng có nên gạ đầu này gạ đầu kia để ngồi nói chuyện, bả đầu này bả đầu kia ngồi nói chuyện của mình. Chuyện vợ chuyện chồng của mình từ khi mình hỏi người hiểu biết kìa. Đừng có bao giờ đụng ai cũng đi nói tầm bậy tầm bạ cái chuyện vợ chuyện chồng nhà mình. Lúc thăng thì cái gì cũng nói, nhưng lúc người ta trở mặt rồi phải phiền phức không? Ngày Chu An Sĩ ngày dạy đến mức cả bạn bè gái thân thiết mình nhìn con nhỏ bạn mình nó đẹp, nó coi được mà nó lả lơ, mình cũng còn không dám dẫn nó về nhà để gặp chồng. Biết đâu xảy ra những vấn đề chuyện gia đình sao? Ngày Chu An Sĩ ngày còn dạy cả mướn người làm, vợ mình còn trẻ cũng không có muốn, không có mướn trai trẻ làm trong nhà, không có để trong nhà những mầm mống đó. Kỹ đến mức vậy đó quý vị. Đó. Còn cái kiểu mà bạn bè mà ăn nhậu, mình có muốn dẫn về nhà để ăn nhậu nhà mình say xỉn, biết đâu mình sai trước nó làm sao, nó vô nó làm việc vợ mình làm sao, ai mà biết được chứ. Chuyện này có không? Thì thấy không, người xưa người ta thông minh lắm, người ta rất là kỹ, vì thấy chưa, kỹ vẫn là tốt, chứ đừng có cái gì cũng đổ cho nhân quả rồi đổ cho nghiệp lực. Kỹ một chút, còn nghiệp thì nghiệp, kỹ vẫn là tốt, hiểu không? Nên mình học Phật á, tại sao nói là thông tình đạt lý? Thông tình là tình người ở thế gian, thông tình đạt lý là cái lý của Phật dạy mình phải hiểu để áp dụng trong cuộc sống. Chứ đâu phải nói cái chuyện giải thoát là mình đi về cảnh giới của Phật ở trên đó là xong. Chừng nào mình giảng sanh với lúc đó là tính. Trở là ta bà mình cũng phải thông tình đạt lý, giống người thế gian mà mình hiểu tình hiểu lý. Còn ở cõi ta bà dù mình muốn giảng sanh
nhưng mình vẫn còn ở cõi ta bà. Nên con người ở cõi ta bà thì đa dạng con người như bàn tay, có ngón dài ngón ngắn. Mình không sống cho phù hợp nhân sinh, vậy thì ai chấp nhận mình? Ai chấp nhận mình? Hiểu không? Hãy ngồi suy nghĩ cho thật là kỹ nghe quý vị. Nên khi mình đi học Phật, mình đi vô chùa mà đông người nữ gì nè, những đức thường khuyên quý vị tuyệt đối đừng có bao giờ thân với người tu trong chùa quá, và cũng đừng bao giờ nghịch với người ở trong chùa. Đừng thân mà đừng nghịch, nó dở dở ương ương, nó sẽ rất quý nhau nghe quý vị. Nhớ kỹ á, tạo một phương tiện quá thân với họ, khi họ nhờ giả mình không làm thì sanh có phiền não. Nên dở dở ương ương là một điều rất hay. Nó còn cúng dường là phải biết cái người đó có bản lãnh nhận được mà không có tác dụng phụ thì mới cúng. Còn cúng cho cái người mà bị tác dụng phụ thì thà đừng đụng vô, nó sẽ có tai họa về sau đó. Thì quý vị nhận thức. Những đức ở trong chùa mười mấy năm mà kinh nghiệm lắm, kinh nghiệm về lối sống trong ngôi Tam Bảo dữ lắm quý vị ơi. Mười mấy năm đi tu của những đức là do vì những đức gần với con người, và những đức làm việc chứ con người, nên việc gì những đức cũng biết hết trơn á. Cả chủ trì gì cũng phải kêu những đức làm những cái việc thế họ hết trơn á. Nhất là ngày xưa những cái 5 năm là những đức thế làm việc nhiều dữ lắm, nên những đức đã kinh nghiệm dữ lắm rồi. Phía sau cái khen cái chê gì những đức nghe hết trơn, nên những đức học được hai mặt của nó. Nên từ nơi đó mà mình biết một chút đó. Nhớ kỹ. Rồi chị em nữ mà chơi chung với nhau, mình vợ chồng hạnh phúc, mình chơi với người bạn mà xa chồng hoặc xa vợ, thí dụ đi, mình là người nữ có chồng tuyệt đối không có chơi thân với người đàn ông đã xa vợ. Người đàn ông nào mà gần gũi mình mà nói chuyện mà kiểu mà lả lơ là mình tự tránh liền, không có chơi chung mà cũng không nghịch. Tại vì mình gần người đó lâu ngày nó sẽ thành bệnh, không có tốt, hiểu chưa? Với đối với đàn ông mình không có cái kiểu mà gần gũi mình tâm sự nhiều quá. Mình đem chuyện chồng mình đi ra tâm sự là sai. Mình đi tâm sự cho đàn ông nghe là không có đúng. Hoặc là mình chê chồng mình trước mặt đàn ông là sai. Là mình có tâm gì mà mình đi chê chồng mình trước mặt đàn ông. Người ta nương vào đó mà người ta nghĩ tầm bậy. Còn mình là người nữ chơi người nữ mà nữ này người ta lại xa chồng, mà người ta lại có những cái điều không phải, mình khuyên thẳng không được, tự khéo léo tránh xa. Khéo léo mà tránh xa ra. Tại vì sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình phiên là bạn bè là phải phiên xác thực, phiên chân thật, phiên đúng đắn. Nếu mà người ta không thích mình, nghỉ chơi chung, không có sao, chuyện ai nấy làm. Thà mắc lòng trước đặng lòng sau. Đừng có nên chơi với những người mà nó không cùng chí hướng, hoặc nói đường làm ngã, không có đúng. Nên những đức ở trong ngôi Tam Bảo, coi chúng chùa đông gì, Phật tử những đức đông như vậy mà những đức không bị dính chuyện này chuyện kia là vì sao? Đối với phái nữ, những đức cũng không chánh mà những đức cũng không gàn. Thì thấy rõ ràng không? Không chánh mà không gàn. Tất cả đòn này kia, người ta thích những đức, người ta làm cái gì, những đức ngồi như là cục bột vậy, muốn làm gì đó làm đi. Chương trình gì hát ca vui vẻ, cứ làm thế thoải mái đi. Tôi ngồi cười cười chơi vậy đó. Muốn chụp bao nhiêu hình đó chụp đi. Tại tôi ngồi đó mà. Tôi ngồi đó là tôi ngồi đó. Tôi đâu có chạy đi đâu. Tôi có không tìm ai, mà ai tìm tôi là tùy hỷ. Tôi không tìm ai, mà ai tìm tôi tùy hỷ. Còn quý vị về đây tu, nhận đức lên giảng pháp, quý vị nghe, chúng ta là người nửa con đường. Quý vị từ nhà quý vị ở đây là nửa con đường, nhận đức từ bên kia qua đây là nửa con đường, gáp lại là một con đường. Hiểu không? Nhận đức đâu có đi tìm quý vị, mà quý vị cũng đâu có hoàn toàn đi tìm nhận đức mà không ra. Nên quý vị đi tìm nhận đức thì đúng ngày đúng giờ nhận đức ra tiếp quý vị. Rõ ràng không? Đúng ngày đúng giờ, giờ tu nhận đức ra tiếp quý vị, rõ ràng đấy chưa? Còn chương trình đưa lên thời khóa tu, lễ lọc những đức tiếp quý vị tới cùng luôn. Đó là chúng ta đã lên kế hoạch để đến với nhau. Thì phải đến với nhau chân thật chứ, đúng không quý vị? Chứ có bao giờ mà ngoài cái chuyện công chúng mà đi gặp riêng nhau, hoặc là đi nói chuyện với nhau, đi ăn uống riêng đâu. Hoặc là phương tiện dài ba người Phật tử giàu đâu, đâu có đâu. Từ xưa giờ những đức chưa bao giờ đi làm chuyện này luôn đó quý vị.
đó, mà vẫn lo được cho 2.000 người, người ta vẫn quý thương, mà tình cảm đến với nhau lại được lâu dài. Lâu dài quá trời luôn. Thật sự mà nói, tất cả những gì quý vị đến với những đức rất là biết ơn quý vị. Cũng là một sự động viên. Người ta tưởng nhớ cái ngày đó, ngày đó, ngày đó, người ta cảm ơn mình. Như hồi sáng có một cặp vợ chồng cũng đến cảm ơn ngày, ngay ngày gì? Nhà giáo hả? À, thì cái đó là sự tưởng nhớ cảm ơn quý vị. Nó, cái đó là mình đó là sự nung đúc tinh thần cho mình để cố gắng. Bản thân mình cũng phải cố gắng vì người ta đã cảm ơn mình như vậy. Và mình thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, mình mừng giùm cho người ta. Vì vợ chồng người ta đi về chùa tu mà được hạnh phúc. Cái đó là mình mừng. Những đức nói trong cái cuộc đời này làm sao mà tròn vẹn được hết. Đâu phải cặp vợ chồng nào đến với nhau cũng hạnh phúc hết đâu. Nếu là cặp vợ chồng nào mà đến với nhau cũng hạnh phúc hết trơn thì đâu có nói là khổ, không thể nào nói hết. Nhưng mà có những cặp vợ chồng sống với nhau nửa đường gãy gánh. Nhưng đã gãy gánh rồi thì mình phải kinh nghiệm cái gánh nó đã gãy. Thì bản thân mình đừng có tìm cái gánh nào để chấp vô. Những đức nói chấp vô tầm bậy có khi nó còn mang quả hơn. Nên nhiều cô đi về chùa mình xa chồng hoặc nhiều chú xa vợ, những đức đều khuyên sống như vậy mà nuôi con đàng hoàng. Khuyên chân thật sống như vậy mà nuôi con đàng hoàng đi. Con mình nó đã xa tình cảm của cha của mẹ, bản thân chúng ta đừng có nên chấp nối cái tình cảm khác để bản thân mình phải xa con mình nữa. Khi quý vị mà dành hết tình cảm cho con, quý vị sẽ dạy nó dễ. Nhưng quý vị đem cái tình cảm quý vị để chấp vào một người đàn ông khác, quý vị rất là khó dạy con quý vị. Và thêm nữa là tình cảm quý vị sẽ bớt đi đối với con. Nếu quý vị dành hết cho con, tình cảm đâu dành cho người đàn ông mới hay người vợ mới đấy. Nên mình đã thấy con mình nó xa cha ruột hoặc mẹ ruột rồi thì bản thân mình hãy đem hết tình cảm của mình có được để dành cho con mình. Dù cỡ nào con mình vẫn thấy ngưỡng mộ mẹ cha dạy con vẫn có sức ảnh hưởng lớn, dù là không có chồng hoặc không có vợ. Nhưng nếu bây giờ mình chấp nối cái mớ tội con mình, nó đã xa mẹ xa cha rồi, bây giờ mình còn dành tình cảm cho người khác nữa thì con mình sẽ bị bỏ rơi xa ra. Nhưng người đàn ông khác về nhà mình, biết họ có tâm đạo mà họ không có bậy bạ không? Lỡ họ bậy bạ với mình, họ bậy bạ với con gái mình luôn hơn sao? Này là quá nhiều sự việc này trong xã hội này rồi. Nó nên thật sự mà nói, chúng ta mà có vợ có chồng, khi có con là chúng ta đã hiểu được cái lối sống nhân sinh của cuộc đời, hiểu rồi. Thật sự mà nói nó cũng ngao ngán lắm quý vị à. Nó không còn cái cảm giác gì đặc biệt nữa đâu. Nên bây giờ chúng ta chỉ còn cái tâm sống vì con, vì gia đình. Và biết Phật Pháp thì tu hành để có niềm vui, có nội tâm, có pháp vị, để hướng đến giải thoát thôi. Chứ mình đâu có ham mấy chuyện đó nữa đâu. Thiệt á. Nó bây giờ những đức nói sống với chúng trong chùa, mà thấy chúng trong chùa các cụ bà vui, bà khỏe, mình thấy mình cũng mừng. Nhờ có hòa thượng mình, hòa thượng mình ngày sống với giáo hội, ngày làm việc giáo hội nhiều năm, ngày hiểu một số việc để tồn tại như thế nào. Còn cái tâm những đức làm là nó đặt vô cái tâm gì biết không? Là làm bằng cái tấm lòng hết dạ. Còn một số việc những đức không có nhìn xa quá. Còn hòa thượng mình thì ngày sâu sắc về cái nhân sinh, ngày chỉ những đức như vậy, ông phải biết cái cõi đời này nó như vậy, ông mới tồn tại. Ngày chỉ mình để mong mình phải tồn tại. Còn những đức thì những đức lại nói là nhân quả, những đức đặt vào vấn đề là nhân quả. Bản thân những đức khéo một chút thôi, còn có những việc những đức phải hết lòng, còn nếu nó không được thì thôi. Cái nào cũng có cái nên học quý vị à. Cái nào cũng có cái nên học để hay hết chứ á, hiểu không? Nó. Nhưng mà trong đạo Phật mà nếu quý vị muốn giải thoát mà cái gì cũng sợ quá thì cũng không có được. Tại vì nó làm cho quý vị phải bận tâm và lo âu và mất đi cái tâm giải thoát nặng nề, đặt vấn đề quá thì cũng không được. Nhưng mà quý vị quá bê tha với cuộc đời này cũng không được nữa. Tại vì trong cuộc đời này quý vị có làm được bao nhiêu chuyện? 100 chuyện bị làm được, chỉ cần một chuyện không phải là ta moi cái chuyện không phải ra đó để ta xử lý quý vị. Nhưng mà bây giờ trong cuộc đời này mà tránh hết trơn, tránh cũng không được, làm sao tránh được đấy. Bây giờ quý vị coi một bài giảng của những đức bao nhiêu câu nói mà người ta canh từng câu, thì quý vị coi làm gì những đức không lọt câu hay câu.
sao tránh được đây? Nên làm dâu chăm ho mà, chăm họ mà, đúng không? Quý vị làm sao tránh đây? Nên thôi quý vị cứ hết lòng hết dạ đi. Không mà quý vị cũng mừng á, những đức bây giờ là cái tâm những đức là nó dịu lắm rồi đó. Người những đức bây giờ là tâm dịu lắm á, không có cảm thấy bực bội khó chịu gì, có nói cũng nói nhẹ sờn à. À, nhẹ nhưng mà nghe nó đậm lắm á, chứ không phải nghe nhẹ đâu nghe. Ừ, nhớ kỹ. Còn ngày xưa là những đức la lối, những đức cái mặt những đức kinh những thấy ghét lắm. Nhưng bây giờ những đức là dịu lắm à, là thấy tu có kết quả rồi đó. À, hồi tối á, những đức á, ngồi nói chuyện với mấy anh em, những đức nói một câu nè. Thế thì biết những đức nhìn cái căn tính con người bây giờ với người ngày xưa thờ ngày hư văn nó đã khác rồi. Ngày hư văn ngày xưa ngày đi tu á, ngày đến gặp người thầy, người thầy hỏi một câu gì nè, tại sao ông đi tu? Thì ngày hư văn ngày nói rằng là con phát nguyện đi tu là để cứu độ chúng sanh. Cái tâm ông lớn quá ha, nên khảo đảo te tu, đóng cửa chùa bắt ở ngoài đường, ngoài mưa, chịu cả đêm. Con người bây giờ mà quý vị á, nó đến nó tu mà quý vị đóng cửa chùa thì nó đi đến chùa khác. Căn tính nó đã, hai căn tính nó đã hoàn toàn khác nhau. Nên hồi tối Như Đức đứng nói chuyện với mấy anh em, Như Đức nói một câu, hồi tối tại có 9 chú là vô thường trụ. Bên đây 4, bên đại 5, 4 là 8, bảo tháp 1 là 9. Thì Như Đức đứng lên nói mấy câu, hồi tối hợp thứ 6 mỗi tuần, Như Đức nói một câu. Ngày xưa Như Đức đi tu chỉ nghĩ là đi vô chùa có 3 buổi cơm thôi. Rồi làm gì làm được việc cho tam bảo là được rồi. Vì cuộc đời những đức bất đắc chí, không có làm ăn được cái gì, rồi hư hỏng chán quá, nên nghĩ rằng vô chùa có 3 buổi cơm khỏi cần lo, rồi sống những ngày tháng còn lại làm được gì làm, cảm thấy ý nghĩa một chút vậy thôi, không có cái tâm nguyện gì lớn lao. Nhưng đi vô trong chùa mới thấy cái chuyện nuôi người già, mới thấy tương lai mình già, nhìn ra thấy ông thầy giảng pháp điều người thích, thấy cách này cũng được, có thể làm được, thấy niệm Phật phương pháp này hay, tự nhiên áp dụng luôn. Rồi càng sống trong ngôi tam bảo, nó nuôi cái tâm những đức từ từ phát triển. Những đức mong mấy anh em mới vô chùa tu cũng đừng nên nói cái gì quá lớn lao, mà hãy cảm nhận từ từ mà phát triển. Đúng không? Người xưa người ta phát tâm đi tu, người ta dũng mãnh, người ta ghê lắm quý vị ơi. Còn tới cái đời của những đức thôi, nó đã nuôi cái tâm từ từ rồi, chứ nó không có phát tâm gì ghê gớm nhưng á. Nếu như mà hồi đó mà đi tu mà ai mà nói Như Đức cái chuyện nuôi người già, tâm nguyện này tâm nguyện kia, có chừng Như Đức nghĩ đi tu cực quá, ngu gì làm. Nhưng mà không ngờ cái nghĩ Như Đức là đi vô chùa chỉ cần có 3 buổi cơm, nhưng mà gặp được cái nơi giáo dục lại rèn ra Như Đức đó. Nên con người bây giờ á, nói cái chuyện lớn lao có khi không có làm được, mà hãy cảm nhận từ từ đi, rồi tự nhiên mình thấy mình cần phải làm, có ý nghĩa hơn. Hiểu không quý vị? Đó là những đức gần con người, những đức thấy cái căn tính mình đúng là rõ ràng Phật pháp trí tuệ ghê. Tại sao mà một bộ kinh hoặc là một bài chú giải mà từng đời cái thường cái chú giải lại, thì bởi vì mình mới hiểu. Thì ra chú giải lại để cho nó phù hợp, chứ căn tính của con người thời đại quý vị à. Thấy không? Nên á, mình học Phật á, mình phải xác thực, mình phải xác thực rõ ràng. Học á, người ta dạy mình rõ ràng dễ hiểu, áp dụng mà có cái thành công, nó không bị dính đâu này dính đâu kia. Còn nếu như người ta dạy đạo mình mà người ta đẩy mình vô cái chuyện mà dính mà ra không được, mà phiền não là tránh đi nghe. Dạy gì không có đúng. Có cô nào trong đây mà những đức muốn thu phục các cô gì đâu, mà tôi sao thu phục được ai trời. Tôi hồi đó tới giờ có bao giờ tôi nói chuyện với cô nào mà tôi nói cách này cách kia gì đâu trời. Có bao giờ mà tôi nói mà tôi lấy lòng gì đâu, không có đâu. Toàn là khuyên người ta thôi, làm vợ tốt đi. Tại vì tôi ngày xưa mà tôi, nếu tôi đi có vợ tôi cũng mong ai khuyên vợ tôi sống với tôi cho đàng hoàng. Thì giờ tôi khuyên vợ người ta sống với người ta đàng hoàng đó, đúng không? Rồi tự nhận thức rồi trong cái đàng hoàng nhiệt tình đó có cái khổ, thì có cái khổ thì muốn giải thoát thì tu hành, đúng không? Chứ làm sao? Chứ hồi đó giờ có bao giờ mà tôi kêu người ta buông xả cái chuyện mà
Nào là vợ chồng cách làm hai cái phòng chặn phân nửa, đâu có đâu, tôi không có dùng cái cách này chỉ nghe. Hồi đó giờ tôi không bao giờ chỉ gì luôn á. Nó rồi tôi không có cấm cản cái chuyện mà vợ chồng mà đến với nhau cái này kia, tại vì tôi biết có cấm được đâu mà cấm, có cản được đâu mà cản. Không có đưa những cái văn tự ngày xưa quá quý vị ơi. Nó, quý vị mà coi sách ngày Chu Văn Sĩ rồi quý vị chịu không nổi luôn. Thử coi đi. Coi không nổi, chịu không nổi luôn. Cái căn tính ngày xưa người ta dữ quá. Căn tính bây giờ bèo quá. Thôi mình chơi bèo bèo đi, nó còn tiếp được. Gầy dựng niệm Phật, cố gắng niệm cả đời. Rồi một ngày nào tự nhìn thấu. Nó, còn ngoài đời mà tu rồi tu, nhưng mà thích chơi cái gì thì cái chuyện của quý vị. Nhưng chơi giết rồi tự nhiên thấy cũng chán, rồi tự nhiên cái muốn gì cực lạc, thì lúc đó thì cố gắng mà niệm Phật. Đúng không? Đó. Nên Hòa Thượng nãy kêu qua, Hòa Thượng nhắc, nói thôi, biết rằng là mình tin nhân quả hoàn toàn. Nhưng mà chùa chiền mình bây giờ nó quá đông thêm một cái nữa. Đông có thể gọi là những điểm chùa dữ nhất. Không có giỡn đâu. Bây giờ dữ dằn rồi đó. Thì mỗi một bên chùa, mấy ông á làm ra cái phòng thuốc này kia, uống không uống gì, nhưng mà ngộ lắm. Người ta cũng đi coi, người ta kiểm tra, nói là sao mình nuôi đông người mà nó không có cái phòng y tế, thấy không? Rồi những đức phải đi học ngành y. Không, những đức mà học ngành y là nó đặc biệt lắm đó quý vị. Tại vì không có bà cụ nào dám lại khám bệnh. Gặp những đức mà đâu có dám lại khám bệnh đâu. Đúng không? Rồi sáng nào những đức cũng ngồi ngay cái phòng thuốc á. Đức mua cây kim thiệt là bự. Những đức cứ rút nước vô, những đức bơm xịt xịt ra. Bà nào bà đấy xanh mặt xanh mày, đừng có giáp. Thấy không? Nhưng mà nó phải có cái phòng mỗi vị trí chùa. Đó là góc độ Hòa Thượng cũng sâu sắc quý vị. Vì xã hội này kia người ta cần vậy đó. Thấy không? Còn các cụ mình thì ăn thua các cụ mình rèn thôi. Ăn thua các cụ mình rèn. Đây là những đức nói để cho quý vị biết, để cho anh chi. Bà giảng có rõ ràng là Hòa Thượng kêu. Sau này có gì thì những đức tự chịu. Chứ Hòa Thượng này có kêu. Ngày già cả rồi, thôi có những chuyện thì thôi cũng khỏi cần phải dính tới ngày chi cho phiền phức tới ngày. Thấy không? Nó rồi á, Hòa Thượng nói nuôi mấy người già, bà nào mà bệnh đau yếu mà muốn hộ niệm là phải kêu con cháu lại hỏi nó, coi nó chịu á, nó đưa đi bệnh viện khám hết trơn đàng hoàng hết rồi á, lúc đó giấy tờ bệnh viện đưa ra, lúc đó mới đi về hộ niệm. Thì giờ tôi nói rõ ràng trên bài giảng là Hòa Thượng có kêu tôi hết trơn rồi đó nghe. Có cái gì á là tôi chứ không phải Hòa Thượng. Mình làm mình chịu, hiểu không quý vị? Làm gì chúng sanh, nhiệt tình hết mình làm mình chịu. Còn ông già ông lớn tuổi rồi khổ, cái tâm mất công, đúng không? Nó con người sống trong cuộc đời này, những cái gì mình làm được cho người ta thì tôi nói rồi, những gì tôi làm được là tôi làm hết mình, tôi biết tôi đang làm cái gì. Hiểu không quý vị? Biết mà, những đức biết những đức đang làm cái gì mà. Giờ con cháu người ta thì nói đó, thì con cháu nó cũng chấp nhận hợp tình hợp lý. Nhưng mà mấy đứa con cháu nó không biết tu, đem cả cuộc đời tu của mình để giao phó cho người không biết tu, thì chúng ta cứ như thấy đúng là cái nguyện của mình không biết đặt vào đâu. Nếu vai trò là của những đức mà cuối cùng á, những đức tu mà khi những đức bệnh á, mà kêu gia đình những đức lên đây để hỏi gia đình những đức, thì không khác nào giao cho những đức cho những phần tử này không biết làm sao quý vị. Thấy không? Nó, tại vì sao họ đâu có biết tu, họ theo cái thế gian.
mà theo cái thế gian nó tấp mình một phát một cái thôi thì mình cũng đỡ. Nên tôi chấp nhận có những cái tôi chịu đạn luôn, nhưng mà tôi cũng làm. Tại vì sao? Tôi cảm thấy tôi đến với cõi này không biết bao nhiêu năm, không biết mấy chục năm, rồi mình cũng phải đi thôi. Nên dù cho tôi làm nhiệt tình 10 năm, 20 năm, mà cái gì đến với tôi chăng nữa tôi cũng cảm thấy mãn nguyện hơn. Hiểu không? Trong cái cõi này mà làm sao tránh hết được. Có những cái cũng đừng nên quá nặng nề bận tâm quá. Mọi người nên cố gắng niệm Phật để đi về cực lạc. Mình đã làm tặng đáy lòng mình rồi còn cái gì. Người ta đều đòi hỏi phải làm sao cho tròn vẹn mọi mặt, khó lắm. Tôi hãy theo khả năng, bản năng của tôi thôi, không phải dễ. Bao nhiêu ngàn người mà mỗi ngày gì nội mà thà làm một cái tổ chức mà những đức bố trí ra mà răm rắp gì thôi là cũng đã là một cái vấn đề không đơn giản rồi. Để biết lễ lọc trước mấy tầng những đức phải khôn hơn cạn tiếc để sắp xếp bao nhiêu công việc của nó. Từ cái việc mà công quả mà làm, mà phải mua đồ ăn gì, đồ ăn gì, những đức còn phải bố trí. Làm xong để đồ ăn trên phòng, rồi lên phòng lúc nào cũng có đồ ăn. Rồi như thế nào, cái gì là phải bố trí từng chút hết. Lễ xong rồi phải đi động viên từng ban, ngồi ăn uống nói chuyện với họ để cho họ vui lòng. Mỗi cái phải nhắc nhở từng chút. Có khi lễ xong rồi phải nêu lên cái chuyện con người mà quý vị. Bây giờ phải gần Tết rồi, thôi mấy em mua đi, mua mấy anh em người đâu dép, người hai bộ đồ để chuẩn bị ăn Tết nghe. Cái cảm giác đó quý vị, cảm giác trong lòng thấy tự nhiên được lo lắng, vui quá trong lòng. Đang cực mà chứ nhất giải quyết vấn đề này đi, thì mua rồi Tết khỏi mua, còn không mua thì Tết cũng mua. Nhưng mà Tết thì nó xa quá, thôi bây giờ bữa nay Tết phước cho rồi. Hiểu không? Nó cả một vấn đề quản lý đó quý vị ơi. Nó cả một vấn đề động não mới làm được cái chuyện mà mấy ban tổ chức mà có mấy người à, nhưng mà được có một cái là răm rắp. Tại từ trên tới dưới nó thành một lòng. Chùa mình thành công là do một lòng đó quý vị. Mà mình muốn một lòng gì thì quý vị phải làm sao? Nếu như bây giờ Nhân Đức là cái ông lãnh đạo, mà bây giờ Nhân Đức có vợ có con, Nhân Đức lo gia đình Nhân Đức, thì ai một lòng với Nhân Đức? Nhân Đức không có vợ con, Nhân Đức lại toàn tâm toàn ý lo cho người ta. Những gì Nhân Đức có là anh em cũng có. Những gì Nhân Đức ăn là anh em phải ăn. Cái gì ăn ngon là cho các cô ăn. Từ nơi đó mà người ta mới một lòng với mình. Hiểu không quý vị? Hãy nhớ kỹ. Nó, tại sao mà có những vị trí lãnh đạo mình nói người ta nó không được? Vì mình gom góp gì cho vợ con của mình, làm sao người ta tin mình? Thí dụ như bây giờ cái lời nói có những ông thầy, tại sao nó mạnh dữ vậy? Làm một cái gì chỉ cần nêu lên cái thôi là có người ta cúng dường làm hết trơn. Là vì người ta làm gì mọi người người ta cũng nhìn ra. Đúng quý vị? Còn tại sao có khi mình á gom góp cái gì không được? Là phải nhớ kỹ chúng ta không có uy tín. Mà không uy tín là gì? Mình có cá nhân nên mình không có uy tín. Còn Nhà Đức có gì đâu? Nhà Đức cũng có đâu? Vợ con có đâu? Anh em bây giờ có gia đình hết trơn, ai mà dính cái chuyện đó làm gì? Chỉ khuyên tu để dính gia đình chi? Tôi không dính gì hết trơn á. Nên tôi làm việc là làm việc cho mọi người. Hòa Thượng cũng vậy luôn. Nên lời nói nó trọng lượng quý vị, vì không có một cá nhân. Đúng không? Đó. Nên á, mình là hàng cư sĩ, ngoài đời khó có cái mà cái quy mà thu nhiếp đó lắm quý vị. Tại vì có gia đình, có gia đình là bị câu thúc. Quý vị muốn làm gì thì chồng hoặc vợ cản trở, hoặc con nói này nói kia, nên vị không có làm được. Còn như những đức không có ai dám nói tới những đức đâu. Trong chùa là họ theo một hướng những đức à. Với Hòa Thượng làm cái gì là có một hướng à. Những đức làm là có một hướng. Nên từ nơi đó mà cái sức thu nhiếp nó mạnh dữ lắm. Nên quý vị thấy không, cái nền giáo dục của Phật Pháp nếu mà chân thật mà áp dụng, quý vị thấy nó hay chưa? Nó quá trời hay luôn. Nên ví dụ như quý vị phải nhớ kỹ,
Bệnh đau nó có những loại bệnh nghiệp khác, bệnh về thân tứ đại bất hòa khác. Thân tứ đại bệnh bất hòa giống như cảm sốt chút đỉnh. Ví dụ quý vị muốn hết liền, quý vị dùng vài viên thuốc nó hết liền. Đó là thân tứ đại bất hòa, nên dùng một hai viên thuốc hỗ trợ. Hoặc là cái tay bị chảy máu thì cầm máu thì không có sai. Chứ đừng có mà chấp nặng, buông xả, không uống thuốc. Cái tay chảy máu để cho chảy dơ thì nó mắc máu. Mắc máu mình ăn lại nó mất thời gian để có máu. Rồi thôi mình cầm máu đại đi để giữ máu của mình cho nó khỏe. Đó là cái chuyện này quý vị phải suy nghĩ nha. Còn ví dụ như mình cảm xúc chút đỉnh, một hai viên thuốc mình uống thì cái đó là cái chuyện của quý vị. Tại vì thân tứ đại bất hòa số mũi, ngồi gì mà mũi nó chảy ton ton thì chơi viên thuốc vô cái cầm mũi là đi, thấy không? Còn người ta có bản lãnh, người ta niệm dạy có bậc hiệu mà đứng mũi thì cái chuyện đó người ta làm. Cái đó là tha bệnh đau về cái việc mà thân tứ đại bất hòa. Còn nếu mà bệnh nghiệp thì thuốc chịu thua. Bệnh nghiệp sao thuốc chỉ được? Bệnh nghiệp thì chỉ có tu hành, tụng kinh, niệm Phật hay làm công đức phước duyên để hồi hướng thì nó tiêu nghiệp. Còn bệnh mà thân tứ đại bất hòa thì phải dùng thuốc một hai viên. Còn người có bản lãnh thì niệm Phật luôn mà chịu khó dài 3 ngày. Như bản thân như Đức mà bệnh đó là nó phải chịu thời gian dài 3 ngày, 4-5 ngày, tại không uống thuốc, chịu đựng, chịu khổ lắm chứ không giỡn đâu. Nhưng mà nó gầy dựng cho những Đức về sau nó trở thành một công lực chịu đựng mạnh mẽ. Còn bị đụng cái bị uống viên thuốc, sợ có cái là bị uống viên nhỏ mà mới bị uống viên lớn, rồi từ bị uống từ từ bị thành hình uống thuốc luôn á. Cái đó là quý vị tự tập sao thì chuyện của quý vị, đúng không? Đó. Nên quý vị biết rằng á, nghe, tại sao các cụ mình ít bệnh quý vị biết không? Trời, tôi kinh nghiệm cứng mình, đừng nói chuyện vẫn chưa kinh nghiệm mà cứng mình là biết. Tôi đã kể cái chuyện này bao nhiêu lần cho quý vị nghe rồi. Nếu như mà mỗi một viện dưỡng lão mà có một người như tôi thôi, viện dưỡng lão đó khỏi cần uống thuốc, không có bệnh bao nhiêu nữa, khỏe dữ lắm. Tôi đã kinh nghiệm rồi. Ngày xưa có phòng thuốc tôi kinh nghiệm quá mà, có người khám đàng hoàng luôn. Tàu ô sáng nào ăn cơm xong bà kéo qua, bà đi qua. Bệnh không bệnh bà cũng khám. Mà đã là già thì phải bệnh, bà khám suốt luôn. Bà thành tâm bệnh quý vị. Mà đa phần là cái gì phải không? Lên máu. Ngày nào cũng đi đo máu không. Sau này tôi quyết định tôi cắt từ khúc tôi cắt luôn. Vậy mà bây giờ mấy cụ mình còn ít bệnh hơn ngày xưa có tủ thuốc. Ít bây giờ bệnh lắm. Vì nhà Đức nuôi dưỡng nội tâm. Tôi nói 100% luôn á. Cả mà nếu mà gọi là nhà nước mà nghe tôi 100%, tôi nói chỉ cần một viện dưỡng lão mà có một người như tôi thôi, tôi bảo đảm quý vị luôn, cái người trong đó khỏe cho mà thấy. À, tại vì chùa mình như Đức kinh nghiệm sáng nào như Đức cũng làm cho các cụ vui chứ nghe. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, tôi làm được điều đó, tôi chọc cừ. Thì mà tôi cho ăn nghe. Tôi cho ăn này cho ăn nọ, tôi thương, tôi mua sữa sồ cho uống, mua bánh kem cho ăn, tôi mua đồ ăn cho ăn. Nhưng mà tôi nói đừng uống thuốc. Giết với bà vui, bà an tâm thì thêm cái tôi nói không có thiếu tiền. Rồi mấy bà chết tôi lo đàng hoàng, mấy bà không cần lo chứ nên bà hết bệnh luôn à. Vì làm được điều đó không? Tôi làm được mà. Bao nhiêu năm nay tôi làm mới bị thấy rõ ràng luôn. Mỗi một bà cụ bây giờ bà không có tiền cắt tôi cũng lo đàng hoàng hết trơn, tới chết luôn, không cần bận tâm con cái luôn, làm từ A tới Z ngon lành đó, tôi làm được mà. Nếu mà quý vị mà nghe rồi, quý vị hãy ngồi suy nghĩ kỹ đi, tại sao cái người này làm được như vậy? Là tôi làm thiệt, tôi sâu sắc, tôi sát nút luôn. Quý vị biết ngày nào tôi cũng qua mấy bà già tôi chơi chung, mấy bà già yếu á. Tôi qua là tôi chọc bà cười sùm mà. Cái bà già mà con người ta bỏ quý vị, mới có một tuần lễ mà bữa nay sắc diện hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn thay đổi luôn. Thử vô coi đi biết liền à. Bữa đó vô là nhìn thấy ghê lắm, nó chùm lại nó tí tí. Mà bữa nay mà mặt bài sáng sủa, vui vẻ, mà ngộ lắm. Mỗi lần mà gặp những Đức là gì nè, gặp những Đức cái là giảng sanh. Bà được, bà khôn ấy, bà gặp những Đức là giảng sanh. Đúng rồi đó, đúng người rồi đó nghe. Là gặp những Đức cái là tự nhiên đang nằm thì những Đức đi vô giảng sanh. Giảng sanh. Cứ gặp những Đức là giảng sanh luôn. Giảng sanh luôn. Bữa nay thêm chữ luôn nữa. Rồi không là giảng sanh rồi bữa nay. Giảng sanh luôn. Giảng sanh luôn. Giảng sanh luôn. Kinh khủng không?
mà có duyên quý vị ngộ ghê á, mà thấy vui vẻ rõ ràng luôn. Nó phải không? Nó nói cái tâm này nè quan trọng lắm nè, người ta ít ai để ý cái chỗ cái tâm này nè. Nó thật chắc không phải là mình tiện tặng một cái viên thuốc đâu, nhưng mà nó không đạt bằng luyện nội tâm. Nội tâm nó còn kinh hơn nữa. Luyện nội tâm nó ghê lắm quý vị. Những đức nói một bác sĩ nào hay một người trị bệnh nào chỉ cần có một cái tâm làm cho bệnh nhân vui thôi, cái vị trị bệnh chắc chắn vị trị là hết, trị là hết. Vì người ta vui, người ta yên tâm, quý vị nói người ta nghe, bởi vì còn chỉ người ta tu nữa là quý vị thành công á. Xin thưa với quý vị là bác sĩ mà dạy tu là dễ lắm. Tại vì sao? Bác sĩ cho uống thuốc nên dạy tu nó dễ, thì nó nói người ta nghe. Nên cái người mà quý vị muốn dạy người ta tu, quý vị nói chuyện phải vui, nói chuyện mới có tình có lý, quý vị nói chuyện phải vui kìa. Cái nói chuyện vui này nó không phải đơn giản mà tự nhiên học được đâu. Nói chuyện vui này là cái tâm quý vị nó phải vui, cái tâm quý vị vui nó sanh pháp. Nên khi bị gặp người, quý vị đâu có suy nghĩ nói cái gì đâu, nhưng mà quý vị gặp lại quý vị sẽ biết nói cái gì à. Tự nhiên quý vị gặp, quý vị nói gần câu nó sanh gần câu, quý vị nói thêm câu sanh câu, nói một câu sanh câu, nói hoài nó sanh hoài không hết. Đây là 100% mà, thấy không? Nó nội mà quý vị sống gì, quý vị thấy cái ơn cha mẹ, quý vị thấy cha mẹ quý vị mừng không? Cha mẹ vui nhất là thấy con mình vui, phải không? Quý vị mà sống vui thì quý vị báo ơn cho cha mẹ đó quý vị ơi. Bây giờ quý vị sống vợ chồng mà thôi chồng thôi vợ, vợ chồng quýnh lộn nhau, cha mẹ mà nghe tin cha mẹ buồn lắm á. Còn quý vị sống mà vui vẻ đi, cha mẹ quý vị mừng lắm, yên tâm chứ quý vị. Đứa con nào mà cha mẹ yên tâm là đứa con nó trưởng thành, cha mẹ sẽ rất yên tâm. Hãy nhớ kỹ, mình mà sống mà mình trưởng thành là cha mẹ rất là yên tâm vì mình, rất là yên tâm vì mình luôn. Nó đó là cái chuyện hiếu với cha mẹ. Còn ông thầy ông dạy là ông mong mình tốt kìa, chứ không phải là mình làm cái gì đó mình báo ơn cho ông đâu. Ví dụ như bản thân những đức bây giờ một bó hoa những đức cũng đâu ăn được, một giỏ trái cây những đức cũng đâu ăn được, nhưng mà tượng trưng cho cái sự cảm ơn. Chỉ là tượng trưng cho sự cảm ơn, nó phải có một cái lễ quý vị à. Nhưng mà cái thật chất mà trong Phổ Hiền Bồ Tát dạy á, là y giáo tu hành cúng dường. Hiểu không? Bây giờ quý vị có đem tiền cúng bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ là làm một số việc gì đó thôi. Nhưng cuộc đời quý vị khổ thì lương tâm mình dạy người ta, mình cũng cảm thấy mình cũng không thôi, không thấy thích gì. Bây giờ người ta không có một cách cúng dường mà mình thấy người ta hạnh phúc, người ta vui, mình còn mừng hơn. Nếu bây giờ mình cho tôi chọn sự cúng dường nhiều và người ta nghe tôi mà người ta được hạnh phúc, tôi mong quý vị được hạnh phúc á. Trước ngôi Tam Bảo 100% luôn. Tại vì mình tin mình làm việc cho Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát sẽ tự điều tiết thôi à. Yên tâm đi, tin chỗ này rồi. Đó, nên quý vị mà cảm ơn những đức là vì sống cho thật là tốt đi. Những đức là thường nhắc cái câu bao nhiêu lần luôn, đã sống trong cuộc đời này từ hôm nay đừng khổ nữa. Học Phật rồi thì từ hôm nay đừng khổ nữa. Quý vị nói trời ơi, khổ mà kêu đừng khổ nữa, nói thừa. Vậy thì thôi cứ khổ đi. Nó kêu đừng khổ nữa, nó có lý của nó. Vì khổ cũng sống, vui cũng sống. Đặc biệt quý vị là nhìn được hay không để sống, để rồi vui, đúng không? Còn thiếu nợ thì phải trả nợ. Buồn cũng trả nợ, mà vui cũng trả nợ. Nhưng mà buồn nó trả nợ rất là lâu. Những đức nói quý vị mà thiếu nợ tiền bạc, bị buồn vì làm ăn sao được mà có tiền trả nợ. Cái mặt là nhăn nhăn như khỉ ăn ớt, đi xin việc làm ta cũng không nhận quý vị nữa. Đã là không nhận quý vị thì làm đâu ra tiền để trả nợ. Vui vẻ thì người ta nhìn mình, người ta phái mình, người ta nhận mình làm, tạo điều kiện cho mình để có tiền. Có tiền thì mới mau trả nợ xong, đúng không? Ví dụ như bây giờ trong đây có cái bà nào thiếu nợ 1 tỷ, bà vui vẻ bình thường mà sống tăng tung tăng. Bà kia hỏi ủa sao bà thiếu nợ bà vui gì? Thì vui người ta mới cho cơ hội để làm ra tiền để trả mau bà. Chứ bà lo mỗi ngày nó đố nó mướn bà đó, cái chỗ buôn bán kinh doanh làm ăn gì cũng gì chứ. Bà tươi vui nó nhận bà, còn cái mặt bà như con gà mái già, đố mà nó nhận bà luôn. Nhận bà nó nói xui xẻo. Bà phải quạt bác vui vẻ nhạy bén kìa, thì người ta mới thích cho với mình mở hàng. Còn nội mà bà nói chuyện bà mở miệng ra thôi là người ta đã không cho bà mở hàng rồi. Vị biết rằng xấu đẹp gì không biết chứ tôi nói thiệt, ngày xưa mà
Mỗi lần mà cái quán bà chủ bán đồ là sáng bắt tôi ăn không? Ngày nào cũng gắp miếng đồ ăn cho tôi ăn. Trời ơi, sao ngày nào cũng bắt ăn hết trên cái chợ. Hỏi bà chủ sao ngày nào bà cũng bắt con ăn với bà chủ. Nói mày ăn bán đắt. Nói trời ơi, thấy ăn bán đắt. Mày nhanh lẹ nè, mày nói chuyện nhanh lẹ nè, mày nói chuyện hoạt bát nè, mày vui nữa nên mày ăn bán đắt. Nó kêu cái bà kia ăn, nó nhỏ ra ăn ế dữ lắm. Mày thấy cái tướng đi của nó chưa? Nó ăn ế chết mồ. Nó đi không nổi mà mày kêu tao cho nó ăn. Mày thấy chưa? Còn bà nói chuyện là bà mà kêu bà chủ là bà kêu sao? Bà chủ nó kêu vậy mà mày cho nó ăn đặng ế chết hả mày? Mày ngu quá vậy mày? Còn mày kêu bà chủ mày nói lia lịa mà chạy lăn sang vui. Tao cho mày ăn gì mày ăn bán đắt, tao thấy nhiều lần gì. Ngộ ghê. Kinh nghiệm. Mình kinh nghiệm rồi mình nói vậy là quý vị thiếu nợ vì đừng có buồn. Thiếu nợ đừng có buồn. Vì buồn là vì trả nợ lâu lắm. Vì không có ai tạo điều kiện cho quý vị để làm có tiền đâu mà trả nợ. Nên bất cứ chuyện buồn gì đến với mình thì mình phải sống. Cha chết mẹ chết bản thân mình cũng phải sống. Thì cha mẹ mình muốn cho mình sống tốt thì bản thân cha mẹ đã chết mình phải sống cho tốt. Đó là cái tâm nhớ ơn đến cha mẹ mà mình phải sống cho tốt. Hiểu chưa? Vì trong bản thân của mình có của cha, có của mẹ. Dù cha mẹ có chết đi rồi nhưng trong bản thân chúng ta vẫn còn của cha, của mẹ ở trên cái cõi đời này. Thì chúng ta phải sống cho thật là tốt. Đó là chúng ta đang nhớ ơn cha mẹ. Còn cha mẹ chết rồi mà mình âu sầu, mình khóc lóc, mình khổ đau, mình không lo làm ăn gì hết trơn, thì cái cảnh giới của cha mẹ càng xấu thêm. Không có tốt lành gì đâu quý vị. Nó còn chồng chết thì mình cũng phải sống, thì mình phải sống cho tốt. Chứ đừng có nói chồng chết mà khóc hu hu rồi 2-3 ngày sau đi có chồng. Thua rồi. Vợ chết thì phải sống, để mình sống phấn chấn lên để nuôi con. Chứ không phải là khóc hu hu vài bữa đi cưới vợ khác. Tầm 7. Hiểu không? Nó quý vị nghe nhà Đức nói rất là rõ ràng luôn. Còn hơn là những người khóc như mưa. Khóc mà để người thế gian nhìn. Nó khóc còn hơn cái gì nữa. Trời ơi, nước mắt mà dắt ra tô tô. Vậy mà chưa qua 49 ngày nữa thấy dẫn trai về nhà. Thấy không? Bao nhiêu lời hứa hẹn, nó càng hứa hẹn thì càng mau bỏ nhau. Tại vì nó hứa hết trơn, nó hẹn hết trơn rồi. Rồi cuối cùng thì nó bỏ nhau dễ. Chúng ta sống đầm đầm với nhau, hãy tôn trọng nhau á, nó mới hay. Tôn trọng nhau là cuộc đời có người đến với có người gặp nhau trong cuộc đời này. Tôn trọng nhau là sống với nhau làm sao trong cái cuộc đời này nè. Có cái gì nói thật một tiếng. Cái gì không được nghe em, không được nghe anh, không được nghe em, không được nghe anh, không được nghe con. Nó rõ ràng cho người ta nghe đi. Chứ mình đừng có mà mình mù mờ, mình đừng có không dám nói, sợ ngại ngùng, sợ buồn dặn. Mà cuối cùng nó còn gây quán hận thêm. Nên nhớ kỹ những điều như Đức chia sẻ đây quý vị mà sống mà vậy quý vị thoải mái lắm. Như trong chùa cái có những Đức có gì Đức nói hết trơn, đừng nói trong chùa bà giảng cũng gì nữa. Những Đức mà lúc nào cái gì là vì sẽ biết liền. Nó chỗ ra hết trơn. Chứ bây giờ mà tôi giấu nên tôi vui mau lắm. Tại vì tôi chỗ ra hết rồi ai lụm thì kệ họ. Hiểu không? Mà tất cả những gì những Đức dính phải, những Đức nói ra nó thành Phật pháp hết trơn. Nó là một phương pháp cho quý vị luôn. Từ đó mà những Đức cũng giải tỏa mau. Nên tôi dùng viên thuốc giải. Là viên thuốc giải gì? Cái gì thì nó đại ra cái đi là giải rồi. Còn quý vị là thích để nên nó thành độc. Độc mà nó còn ứ lại nữa. Đi vào máu quý vị là tiêu. Tiêu tùng luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Thấy không? Đó, nên quý vị thấy mới lên nó ho hen rồi thấy không? Ho kệ mày chứ. Bản thân mình phải nói chuyện thôi. Mới lên nó trời ho kỳ cục ghê, lên ho. Nãy bên kia em chỉ ho, qua đây ho. Thấy không? Đó. Nhưng mà nói chuyện một chút rồi tự nhiên nó cũng kết hợp với mình. Tại vì sao? Vì quên. Quên quý vị ơi. Nên cái nghiệp ở cõi đời này quý vị nhớ hay quên, nó tồn tại hay không tồn tại là do quý vị nhớ hay quên đó. Nhưng con người chúng ta thì rất dễ nhớ nghiệp. Nhớ nghiệp và lo nhiều thứ đó quý vị ơi. Có những chuyện bản thân của người ta mình lo không có được đâu. Phật pháp nó chỉ dạy và nhắc thôi, chứ mình không lo không có được chuyện của người ta. Có những người ta đi ngang cái chỗ đó đúng là bị chó cắn,
Mình nói mày đừng ngang, đi ngang đó thấy chỗ đó có con chó, nó ra nó cắn mày chết mồ luôn. Nó không, tao phải đi ngang đó. Khi chó cắn nó rồi thì nó nói bây giờ tôi mà nghe chị là chó đâu cắn tôi. Đúng rồi, tôi đi ngang đó chó cắn tôi. Từ hôm nay tôi tin chị, chỗ nào mà chị nói có chó là tôi chết. Còn bây giờ mình cản hoàn toàn, nó nói không, tao không tin mày, không tin. Mình đã nói rồi chỗ đó có chó, nó muốn đi kệ nó, cho chó cắn nó đi. Nó giống như bạn bè chơi chung nhau, mình nói đừng chị ơi, anh ơi đừng có dính vô nữa. Có vợ có chồng rồi đừng có dính nữa nghe, dính nữa nó khổ dữ lắm. Không, tao phải dính, dính kệ mày. Tao khỏi cần nói nữa, tao nói rồi mà, đúng không? Chuyện ai thì tự gánh tự lo đi, chứ đâu có ai gánh giùm cho ai đâu quý vị. Khi bệnh đau có ai gánh giùm cho mình không? Ai gánh đâu. Nên tạo phước duyên là tự mình hưởng, tạo nghiệp chướng thì tự mình phải chịu. Nó có nghĩa là bây giờ tuy là mình tạo phước nhiều, nhưng mà cái nghiệp mình đã tạo nó cũng nhiều lắm. Bây giờ cái phước nó chưa đến kịp là do cái nghiệp nó đứng trước mặt rồi. Quý vị tạo phước, có những người họ nghe đạo họ tu, quý vị, họ nói tu nghiệp quá trời, khổ chuyện này chuyện kia tùm lum. Nói khi ông chưa tu thì cái nghiệp này nó cũng đứng kế bên ông rồi. Cái đoạn đường này nó dẫn cái thiện cái ác đến nè. Nhưng mà cái thằng ác này nó đứng kế bên đây, còn ông thì đây, nó đứng ở đây rồi. Thì bây giờ ông mới có tu đây là ở đây có một chút mà, nó chưa có vượt qua cái thằng ác. Thằng ác từ đây nó dạy ra tới thằng kia đó á. Còn cái thiện của ông mới có chút tí gì nè, ông mới có làm chút tí à. Thì bây giờ ông tu tới đây thì thằng ác nó đến, nhưng ông đặc biệt là ông nghe Phật pháp. Thằng ác là nó đến nên ông hiểu nhân quả, ông hiểu nhân quả nên ông vui, ông trả thằng ác. Thì từ đó lại thằng đây nó đòi đòi te tua ông. Nó đòi rồi bắt đầu là cái thiện ông nó tăng lên, nó vượt lên. Cuối cùng nó vượt qua thiệt là mạnh, nhất là cái phát tâm lớn á, nó vượt qua mau dữ lắm. Thì nó vượt qua mau, cái thằng ác nó đòi chút tí, rồi bắt đầu là cặp vô là thằng thiện phát triển liền, là thiện sẽ đến. Hiểu không? Nó nên như Đức nói với người trong chùa mình, nhất là những người phụ nữ mang nghiệp khóa thai, thai nhi nó trực chờ bên cạnh mình á. Có một cái cô trong chùa kìa, cô hồi đó ngoài đời khóa thai nhiều lần, hỏi bà mấy lần bà là không biết, nghĩa là khóa thai nhiều á, nó làm cho cơ thể bệnh đau tu không nổi, bà mệt mỏi dữ lắm, bà tu không có được. Hồi đó bên Đại Tùng Lâm chịu không nổi, chạy qua bên kia, có những đứa động viên mỗi ngày mà tu được, vừa lên được được một chút thôi, nó quất một cái, gãy cái tay, gãy luôn cái xương háng. Ghê chưa? Nó đơn giản hả quý vị? Khóa thai bao nhiêu lần không biết thì ghê quá. Thấy chưa? Thì giờ cái thiện này mình làm chậm quá, cái thiện mình phát triển chậm quá, nó quá chậm rồi. Nên ở trong ngôi Tam Bảo, cái quan trọng là phát cái tâm lớn á. Cái thiện nó không phải là cái hình thức lớn hay nhỏ, mà cái tâm bạn lớn hay nhỏ. Khi tôi mà làm việc cho công chúng, tôi làm việc cho các cụ là cái tâm của tôi á, tôi nói thiệt không lẽ quý vị đón không có được đâu. Cái tâm của tôi nó bự quá. Tâm tôi nó bự vì người ta quá, biết chưa? Quý vị biết từ ngày xưa trên Đà Lạt á, là cái tâm tôi nó đã phát triển lớn dữ lắm rồi. Nên tôi có chuyện gì là đẩy tôi đi đến cái nơi, để cái tâm này phải đặt đúng cái chỗ để phát triển. Thấy chưa? Hay là rõ ràng nếu như ngày xưa mà cái tâm tôi nhỏ nhỏ là tôi mất tích rồi, tôi ra đời luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Nhưng mà Phật Bồ Tát đưa đẩy là do cái tâm con người này nó muốn làm gì cho chúng sanh hết lòng hết dạ. Nó dù bệnh đau khổ đau gì mà giúp được là giúp hết lòng hết dạ, không có sợ cái chuyện bản thân mình tổn thương tổn hại gì bản thân mình quá. Cái tâm những đức vị đó quý vị, nên nó phát đại tâm ở trong ngôi Tam Bảo, nên nó chuyển đại nghiệp, nó chuyển đại nghiệp mau. Cái nghiệp quý vị gì nè, mà quý vị có khả năng phát tâm đến mức gì không? Quý vị gì mà quý vị chỉ gì thôi làm sao được, là nó còn mà. Còn quý vị khả năng quý vị mà phát được gì hay không nè, mà quý vị muốn lật lên gì luôn làm sao, là hy sinh mình á. Cái tâm mình phải nghĩ là mình phải hy sinh á, thì cái nó mới lật ngược. Lễ Giới Quan Âm 3000 lại quý vị thấy, ai đứng ra tổ chức thử thì rồi biết. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Lúc mà nhà Đức lại, quý vị biết, thêm một cái là phải khảo đảo nữa. Thử thách khảo đảo.
Chưa bao giờ lễ Quan Âm mà những đức không ăn được, mà những đức 3 ngày không ăn cơm, chỉ một buổi chỉ có 2-3 muỗng cháo, mà mồ hôi những đức đổ đến mức gì, quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Khảo đảo kinh khủng, để thử cái tâm mình có làm sao. Tôi nói bây giờ bỏ mạng cũng lại, mà lại Bồ Tát, mà có chết đi chăng nữa cũng tốt. Tôi nghĩ vậy đó, nghĩ khác người ta. Tôi mới suy nghĩ là chết rồi mấy bà già làm sao, tôi không nghĩ gì, mà tôi nghĩ là lễ Bồ Tát có chết cũng tốt. Tôi nghĩ vậy đó. Và bao nhiêu con người đang lễ, tôi đập vào tư tưởng là gì, 3 ngày này phải lễ cho bằng được. Tôi đặt cái tâm có chết cũng tốt, tôi nói vậy đó. Nên cái tâm của tôi nghĩ kệ mày đi, tôi lên tôi lễ, lên bờ xuống ruộng tôi vẫn lễ, lên bờ xuống ruộng lễ, cuối cùng 500 lại, từng năm tâm lại, từng năm tâm lại qua đi, cuối cùng hết 3.000 lại. Chứ đi vào phải chi mà nó khỏe phắn ngon lành thì vỗ cánh bình minh thì nói cảm giác gì nữa. Nhưng mà giờ nhờ lên bờ xuống ruộng nên mình mới có cảm nhận của cái việc tu tập, cảm nhận được cái sự tu tập, quý vị hiểu không? Nó vào cái lễ này, cái lễ ý nghĩa, cái lễ lịch sử, cái lễ kỷ niệm của cuộc đời. Mà quý vị thấy Phật Bồ Tát có bỏ mình không? Phật Bồ Tát cái bố trí cái nhân sự người đến lại Quan Âm, mà cái lễ này là dữ nhất, mà Phật tử chịu lễ nữa, rồi cho máy suôn sẻ nữa, cái gì cũng suôn sẻ trơn, mới đó là kỷ niệm lịch sử, đúng không? Chứ gặp mà bữa đó mà cho máy mà không khéo léo đây, sùm tùm lum tùm la, kẻ có người không, nó không tròn vẹn, mà bữa đó cho đủ hết trơn luôn. Thì thấy không, Phật Bồ Tát gia hộ, phải chưa? Mọi mặt Phật Bồ Tát gia hộ, cái tâm chân thành cảm ứng, ông trời cũng giúp đỡ luôn, thiên thời địa lợi nhân hòa phù hợp, cái tâm mình phải vì chúng sanh. Nên Đức Phật á, từ khi thành đạo và tới khi á, ngày nhập Niết Bàn 49 năm thuyết pháp, thì cuộc đời chúng ta không dám nói như Đức Phật, nhưng chúng ta cũng từ đây đi đến đây là cũng một đời mình rồi. Hãy cố gắng đi cho đúng một đời của mình đi, hiểu không? Đời sau tùy duyên Phật Bồ Tát sắp xếp nữa. Yên tâm, cái quốc độ 12.000 năm giáo pháp của Phật để Đức Thích Ca Mâu Ni ngày giải quyết. Chuyện này không phải chúng ta giải quyết được, nên chúng ta hãy làm đúng trách nhiệm của mình khi đi đến đây đi. Rồi mình đi xong mình trở lại hay không là chuyện đó tự mình biết, hiểu không? Mình trở lại mình làm nữa. Còn cái cảnh giới 12.000 năm nay này là để Đức Thích Ca Mâu Ni sắp xếp. Tuy Ngài nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà cái cảnh giới của Ngài là cảnh giới sắp xếp đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Ngài bố trí đệ tử nào, bố trí bậc A-la-hán nào, bố trí Bồ-Tát nào đi đến đây, thì Ngài tự bố trí. Ngài biết cái duyên của vị đó đến đây là phải có duyên đó đó, duyên đó, duyên đó, Ngài tự bố trí. Mình không phải là người sắp xếp được đâu, hãy để cho các Ngài sắp xếp, hiểu chưa? Nó cái nguyên lý đó, vì mà hiểu rồi là vì vui lắm, tự tại lắm. Bây giờ tôi thấy, tôi đi đến đây được 10 năm mà tôi thấy tôi làm việc là tôi thấy cũng mừng trong 10 năm rồi đó. Hiểu không? À, nên chúng ta đến với nhau cuộc đời này, gặp nhau trong vòng thời gian 10 năm nay, hiểu không? Và những người nghe qua những bài chia sẻ Phật pháp cũng có duyên rồi đó, trong 10 năm nay cũng quá đẹp rồi, còn gì? Phương pháp tu cái gì cũng chia sẻ nhau hết rồi, thì nếu có duyên đặc biệt mà thấy nó tốt thì cứ duy trì vậy mà tu, cố gắng duy trì mà tu cho tốt đi. Đó. Còn không duy trì đổi cái gì bây giờ cũng là tu, miễn sao mà tu được, tu tốt, tu vui thì tu đi, đi kiếm cái gì đi đổi gì chứ cho nó mệt. Tôi cứ nghĩ vậy mà tôi duy trì hoài, ở chỗ làm hoài nó có kết quả, thấy chưa? Nó đó, nên mình thấy rõ ràng cái pháp hội 3.000 lại Quan Âm là cho người ta thấy ở một nơi mà duyên thù thắng là nhờ niệm Phật mà ra, đúng không? Nó ơn cha mẹ mà mình muốn báo hiếu là đời này phải tu, ơn của thầy mà muốn báo là phải tu, không tu mà nói cái gì? Bây giờ tôi có đi lợ thầy tôi mà tôi lại xói đầu đi chăng nữa, tôi cũng không phải là ơn thầy. Vì bất cứ một vị thầy nào đến với cái cuộc đời này cũng muốn thằng đệ tử của mình, hay là cái con đệ tử của mình, nó chịu tu, nó chịu đem cái pháp để nó hoằng truyền ra kìa. Ví dụ như bây giờ người bên cạnh tôi có bao nhiêu người, tôi không nói ai là đệ tử tôi chứ, nhưng mà những gì tôi làm tôi nói ra, họ mà làm theo là tôi cảm thấy là họ cảm ơn tôi rồi đó, họ cảm ơn tôi rồi đó.
Chứ không phải tôi chờ họ lại cho tôi đâu. Bưng cơm bưng nước cho tôi đâu, không phải đâu. Cái chuyện bưng cơm bưng nước là bưng qua bưng lại nhau thôi. Tôi cũng đi lụm lặt cuộc sống đem gì tôi lo, thì bưng cho tôi miếng cơm ăn. Cái chuyện này là có qua có lại mới tội lòng nhau. Còn cái chuyện đó không có dính vô cái chuyện mà nói là báo ơn báo gì đâu. Còn cái chuyện báo ơn thật sự trong nhà Phật là y giáo tu hành mới là báo ơn. Đúng không? Mỗi người có cương vị nhân viên khác nhau đó, nên phải hiểu nguyên lý này. Nên những đức nói cái ơn mà những đức đi đến ngôi chùa đầu tiên là cái ơn những đức đặt vấn đề lớn lắm. Cái ơn Hòa Thượng Tịnh Không là những đức cái ơn nó lớn lắm. Nên quý vị biết những đức lấy văn tự của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà chia sẻ biết bao nhiêu mà nói chưa. Lấy lời của Ngài dạy tinh hoa dạy người ta đó. Còn đi đến đây những đức nhớ ơn Hòa Thượng, quý vị coi phải là những đức ở chùa Hòa Thượng không? Chùa Hòa Thượng càng ngày càng đẹp. Phải không quý vị coi phải chùa Hộ Pháp không? Coi bển coi đẹp không? Ngày mai qua đi rồi biết. Nó phải càng ngày càng đẹp không? Hòa Thượng xây chùa có công. Thì bây giờ những đức coi chùa sạch sẽ bị coi. Bông giấy Hòa Thượng thích trồng bông giấy, những đức sẽ trồng bông giấy đẹp cho coi. Bên Đại Tùng Lâm bông giấy sao đẹp bằng bên Hộ Pháp. Đúng không? Đó. Rồi tại sao mà những đức lại thường ở bên Hộ Pháp? Tại sao những đức cỡ nào đi qua bên đây cũng tranh thủ về Hộ Pháp? Vì sao? Vì Hộ Pháp là ngôi chùa Hòa Thượng khai sơn. Rồi nơi đó là ông bà cha mẹ Hòa Thượng ở đó. Nên những đức ở đó là cái ơn Hòa Thượng xây chùa cái nơi. Mảnh đất đó là cha mẹ Hòa Thượng khai sơn ra. Hòa Thượng cực khổ có mảnh đất đó. Dù cỡ nào thì ngôi chùa Hộ Pháp vẫn là ngôi chùa nhà của Hòa Thượng. Hiểu chưa? Cái ý là như vậy đây. Nên những đức đi qua đây là điều là chở về bên kia, tránh thủ đi về bên kia không. Dù bên đây chùa cao Phật lớn, chùa to, mà những đức vẫn thích ở bên kia. Là vì cái danh từ Hộ Pháp mà những đức thích ở bên kia, để hộ trì mấy anh em bên đây, mấy ông làm việc. Chứ nếu như những đức cũng chạy qua bên đây luôn, bỏ bên đó làm sao, rồi thêm nữa mấy ổng không phát huy được. Nên mình qua bên đây rất là ít để cho mấy ổng phát huy. Nhưng mà những gì những đức nói mấy ổng nghe lời là được rồi, để cho mấy anh em mấy ổng làm. Còn mình mang danh từ Hộ Pháp, cả đời mình mang danh từ Hộ Pháp. Ngày xưa những đức ở tỉnh Thác Quan Âm, quý vị biết bao nhiêu người già, bao nhiêu khổ đau mảnh đời những đức nhận hết trơn. Xuống với Hộ Pháp thì bây giờ là sao? Phát triển mấy ngôi chùa là Hộ Pháp mà ra chứ đâu. Đúng không? Thấy rõ ràng không? Nên những đức nói rằng cả đời những đức cái duyên á, cái duyên của những đức là ở Hộ Pháp. Cái duyên những đức là ở Hộ Pháp. Khi Hòa Thượng mà trăm tuổi già, mỗi năm mà đám của Hòa Thượng toàn là niệm Phật không à. Rồi sau này tới đám giỗ ông cụ bà cụ cũng đều niệm Phật không à, để hồi hướng không à. Tới đời của những đức là tròn cái nguyện cho Hòa Thượng đó. Đời những đức là tròn cái nguyện cho Hòa Thượng. Đời Hòa Thượng là tại vì Hòa Thượng làm việc trong giáo hội, Hòa Thượng phải làm giống. Đó là quy tắc sống trong cuộc đời. Tới đời của những đức, tại những đức không có làm việc trong giáo hội, nên những đức đám dỗ ông cụ bà cụ hay Hòa Thượng là niệm Phật, rủ Phật tử về niệm Phật để hồi hương, là đúng cái nguyện của Hòa Thượng. Quý vị coi cái cổng Tam Quan Hòa Thượng để bốn cái chữ gì? Trang nghiêm tịnh độ. Thấy không? Bên Đại Tùng Lâm quý vị cũng thấy cái bảng trang nghiêm tịnh độ. Là Hòa Thượng muốn cái hoàn cảnh chùa Hòa Thượng xây ra là hoàn cảnh tu tịnh độ. Đúng không? Nó tin từ nơi đó mà. Cái tâm tư đó đó con người mình phải nhận thức được. Nên quý vị biết trong tâm Hòa Thượng bây giờ Ngài vui cỡ nào chưa? Mà Ngài vui rất là vui, mà Ngài cũng rất là lo. Tại vì con người phải thêm chút gì nữa. Chứ đúng ra vui không thì thoải mái quá rồi. Lo là sợ nó còn trẻ quá. Rồi cái này cái kia với nó, cái cảnh giới mà tạo ra được gì, mà lỡ có gì rồi sao. Tới những đức cỡ tuổi Hòa Thượng thì không biết có như Hòa Thượng hay không. Nhưng mà những đức sẽ rèn không có ngày đó. Tại vì sao? Chỉ có vui khi làm được, chứ không có lo khi mất đi. Nhớ kỹ, chỉ có vui khi làm được, không có lo khi mất đi. Vì trong cuộc đời này, cảnh giới chúng ta là sống là thành trụ hoại không, thăng sanh già bệnh chết, không có lo cho cái mất đi.
Nhớ kỹ nghe quý vị, đồng tiền trong tay bị đang cầm, bị đưa ra là người khác cầm. Một dòng của đôi tay cầm quay lại đồng tiền đó quý vị cầm. Không có mắt ở đâu hết trơn á. Ngôi chùa nó đi vòng, chúng ta có duyên chúng ta quay lại ngôi chùa đó. Mình ở đây đã có duyên rồi, qua tay ai thì một ngày nào mình cũng quay lại. Lo gì? Hiểu không? Giống như mặt giờ mọc hướng đông, lặn về tây, rồi bữa sau mọc về đông lại. Đâu có gì mà mất mát đâu quý vị. Hiểu không? À, vợ chồng đến với nhau cũng có duyên, một ngày nào cũng đến với nhau nữa à. Xa nhau rồi một ngày nào cũng gặp lại à. Nhưng chúng ta mong làm sao mà gặp trong hoàn cảnh đẹp hơn. Hiểu gì? Không mà nghe mấy cái này sao nó thoải mái tâm trí gì đâu nghe. Nó thoải mái gì đâu quý vị. Cái đoạn này nè nó làm cho người mình nó nhẹ nhàng trong cái cõi đời ta bà này còn hơn cái gì nữa. Còn vừa đặt lên cái tâm lo cái là nó nặng nề trong cõi ta bà liền vậy đó quý vị. Vừa đặt lên cái lo lỡ mình có chuyện gì mấy bà cụ sao rồi mấy cô mấy chú sao mấy thầy sao. Vừa nghĩ lên chuyện cái là hoàn toàn bế tắc. Rồi là cái chí Phật Pháp đâu mất tiêu hết trơn. Tự nhiên thành ra lo lắng luôn. Bởi vì không phát lên Pháp hỷ. Nên những đức là thường là nguyên lý này tự nhiên sao quý vị ơi. Những đức lại có được cái cảm giác đó. Cảm giác là hôm nay vui làm được. Cứ vui hôm nay. Còn ngày mai là chuyện của ngày mai. À, có mấy bà nước ngoài bây giờ bà tu bà cứ lo là không biết ai làm giấy không. Nhưng nói mấy bà cứ lo niệm Phật đi. Cái chuyện đó để cho người trong chùa lo. Miễn mấy bà được ở niệm Phật là thôi bà lo làm chi cho nó mệt thêm. Để cho người ta lo chứ. Nó sợ mai mốt con mắc xong không biết rồi. Có làm giấy được đưa con đi thiêu hay không. Nhà Đức nói bà còn sống mà bà không lo bà lo chết. Không có ai mà đi để cái xác thúi làm gì. Mỗi cách phải làm sao đi thiêu và chôn được. Bà lo làm chi cái chuyện này chứ mất công. Chỉ cần bà được ở bên niệm Phật thôi là quá mừng rồi. Lo chết thì trời. Ơ quý vị. Cả đời tôi tuyệt đối nghe. Cuộc đời tôi sau này tuyệt đối. Riêng chùa là của Hòa Thượng xây, tháp là của Hòa Thượng. Tuyệt đối đời của tôi là không có cái vụ đó đâu. Tôi mà chết rồi là xong rồi. Tôi mong mà mọi người đốt tôi xong đổ xuống xe biển phức cho rồi. Cát bụi trả cho cát bụi liền, càng sớm càng tốt. Chỉ lưu trữ lại cái gì. Phương pháp tu đó ai cảm giác được thì cứ áp dụng đi. Tôi không có gì chứ. Chỉ có chùa của Hòa Thượng xây thì cái bảo tháp là kỷ niệm của Hòa Thượng mình. Mỗi điểm chùa có bảo tháp kỷ niệm Hòa Thượng, thấy không? Rồi những bia công đức xây dựng chùa là của Hòa Thượng hết hoàn toàn. Tôi chỉ là một con người đến đây và có duyên Hòa Thượng tạo cho điều kiện để tu phước tu duyên. Tôi không để là cái gì hết trơn. Chứ không có gì hết trơn á. Mình không có người thứ hai vậy nữa. Nên từ nó thôi khỏi đi. Tôi xong rồi đốt cái vèo thành cho đem ra ngoài biển giải sạch xuống biển xong cho nó khỏe quý vị. Xong rồi đó, cuộc đời của mình không lưu trữ là cái gì mệt quá nha. Nên quý vị nhớ nghe gì rồi nó tự tại lắm quý vị. Quá vui mà nó bây giờ mình nhớ công ơn cha mẹ, nhớ ơn thầy, quý vị nghe rõ ràng thật chắc đó nghe không. Chứ tôi không có nói ngọt ngào nói cái gì cho bị khóc đâu. Chứ không phải là tôi lên mà tôi nói quý vị à, mình nhớ ơn cha mẹ của mình. Bây giờ cha mẹ không còn nữa thầy à. Làm cho bị khóc gì vậy trời. Rồi mình lên mình kể lại ơn nghĩa của thầy. Ngày xưa mới đi vô trong chùa, thầy ông khổ cực không biết kiếm đồ ăn đồ uống đẹp vậy. Ông lo cho tôi. Bây giờ tới ngày này nhớ ơn thầy quá trời nhớ. Làm cho ta khóc gì hả? Ta mệt quá đi. Nói cái thật chắc cho vị nghe nãy giờ không á. Đó là cái tâm nhớ ơn định ơn đó. Mà tôi nói với vị nghe vị đâu có bị nặng nề cái tâm gì đâu. Gặp bây giờ tôi lên đây mà tôi than thở tôi kể lễ cho vị dưới buồn thấy mồ. Làm chi? Không nói đó, mọi người nó có cái hay khác nhau. Nhưng tôi thích cái hay đơn giản. Thế quý vị tôi không có kể lễ.
Giống như mà ngày ngày đám giỗ cha mẹ tôi đồ, tôi nói chuyện tôi nói hồi hướng cái là xong, chứ tôi không có lên tôi kể sùm mẹ tôi ngày xưa trời ơi là bá tao ghê, bỏ đi ghê, nó thành tôi khó khăn rồi cái gì mà. Bây giờ mẹ tôi chết rồi đó, không biết bỏ đi vậy đâu rồi trời. Tao mệt quá, khỏi vụ này đi, mai mốt mình về Cực Lạc mình biết ở đâu liền cái gì nào. Thấy không quý vị? Mọi người có cách hay nghe quý vị, tôi nói nó không có chê ai, tôi nói là mọi người có cái cách khác nhau, tôi thích vậy đó được không? Mà quý vị thích gì không? Đúng không? Nó nên mong quý vị nhớ cái ơn của thầy là Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhớ nghe, nói là ơn cha nghĩa mẹ đứng đầu, nhưng hãy suy nghĩ lại thật là kỹ. Suy nghĩ thật là kỹ. Có nhiều người chúng ta được cha mẹ sinh ra và cả đời chúng ta không nghe thầy dạy đàng hoàng thì chúng ta đi tạo nghiệp không đó. Đúng không? Chúng ta không có mũi cái ơn nghĩa đó, nhưng hãy sâu sắc một chút đi quý vị. Vì Phật phải nói là ơn cha mẹ, chứ không lẽ Phật nói ơn thầy thì không khác nào Phật tự niêu. Nên Phật phải nói cha mẹ để cha mẹ hiểu biết và nói ơn thầy. Hiểu chưa? Nói rõ ra là ơn thầy lớn gấp trăm ngàn lần đối với chúng ta. Tại vì nuôi huệ mạng cho quý vị. Hiểu không? Những đức nè, tới 29 tuổi gặp Phật Pháp nè. Nếu như những đức mà tới 60 tuổi luôn mà không gặp Phật Pháp thì cả ơn cha nghĩa mẹ cũng không tưởng nhớ đến, và ơn thầy cũng không biết gì. Mà đối với mọi người cũng ác, là một con người sống vô nghĩa của một đời khi cha mẹ sinh ra. Khi cha mẹ sinh ra đúng không? Thì nói ơn gì, đúng không quý vị? Đó, quý vị ngồi suy nghĩ đó, phân tách đó, phân tách nãy rồi, giờ phân tách lại cho bị nghe đó, thấy chưa? Suy nghĩ cho thật là kỹ. May mắn thay là gặp được Phật Pháp năm 29 tuổi đúng không? Mới lập trình cuộc đời lại. Nó bị ơn của thầy lớn dữ lắm, nó lớn dữ lắm, thiệt là lớn luôn. Cỡ nào cũng là ông thầy ông gieo cái duyên cho mình. Nên từ một ông thầy quý y, từ một ông thầy mà mình đi đến chùa, dù là mình không có ở ngôi chùa đó chuyên tu, nhưng cái ơn của vị thầy đó vị phải nhớ. Nếu như một người thầy ở thế gian đó cần cái gì mà khả năng cái vị đáp ứng được, giúp được, thì những ngày này quý vị nên đến để mà cúng dường một phần nào với cái tâm của mình, đúng không? Đó, nhớ. Tại vì sao cái ơn nghĩa đó về mặt thế gian, trả về thế gian. Về y giáo tu hành cúng dường, trả về y giáo tu hành cúng dường. Dưới khả năng muốn sao thì đáp ứng phù hợp gì để trả ơn. Trả ơn có nhiều cách mà quý vị. Đó, nên họ dẫn dắt mình nên bước từ từ mình mới bước đi đến cái nơi chuyên tu. Mình đã trải qua bao nhiêu vị thầy mình biết được, từ từ mới dẫn dắt mình đi đến đây. Nếu chứ đâu phải nhào vô đây đâu. Có nhiều người ta gặp luôn như những đức là trực diện luôn, đi thẳng luôn đó quý vị. Là duyên của những đức cũng đặc biệt cũng vậy, đi thẳng không đi vòng vòng. Có nhiều người ở đây đi vòng vòng lắm á, rồi bây giờ mới gặp được chuyên tu. Nên cái tâm cảm ơn đó phải cảm ơn mở rộng ra, chứ đừng có bây giờ chỉ biết là cái ông thầy giúp cho mình đó có sự an lạc thành quả thì bản thân mình chỉ biết ổng mà quên người ta là cũng không đúng. Nó, những ngày này mình nghĩ một chút đi, mở rộng ra cái tâm một chút, để bản thân của mình mở ra như vậy đó thì người ta mới khen. Bây giờ biết được ông thầy đó dạy, mà ông thầy đó không dạy được gì thì con học thầy đó đúng đó con, đúng quý vị đó. Nên chùa thì mỗi điểm chùa, chùa này bữa nay gì, chùa kia mai khác. Ví dụ như chùa này bây giờ chuyên tu, mai mốt đời những đời sau nó có biết nó có chuyên tu không? Ngôi chùa kia nó không chuyên tu nhưng biết đâu mai mốt nó chuyên tu. Ai mà biết được ngày mai nó làm sao? Nên có những ngôi chùa gần gần nhà lâu lâu mình cũng đến mình bỏ vô thùng tam bảo mình cúng dường. Hoặc là thấy tạo tượng đúc chuông mình lỡ mình cúng dường chút để kết duyên. Biết đâu một đời một kiếp nào mình lỡ ngay ngôi chùa đó chuyên tu mình ở đó. Thấy không? Chứ đừng có cái gì cũng đem về cái ngôi chùa mình thích thôi. Ngày xưa mình cũng đã từng thích chùa khác mà, tại sao bây giờ mình không nghĩ tới anh ta một chút đi? Hiểu không? Nó sống nó phải có trước có sau quý vị.
sống vậy nó có tình có nghĩa. Đó đó là những đức chia sẻ với vị nghe, nên cái ơn của người người thầy dạy nó quan trọng. Phật pháp là nền giáo dục, nếu như mà không lấy giáo dục làm đầu, con người ta đi về chùa không biết gì đâu. Mà cả cúng dường nhiều cũng sanh phiền não. Họ cúng dường nhiều rồi cuối cùng họ chấp vào cái chuyện là tôi cúng nhiều tại sao không ưu ái tôi. Nhưng mà giảng giải cho người ta nghe, người ta mới xả cái tâm, mang cái tâm muốn ưu ái. Thì Phật pháp là giáo dục mới dạy người ta được. Quý vị thấy cái đạo Phật hay là cái nền giáo dục nó quan trọng. Nên con người hơn con người là bạn biết bạn có tiếp nhận giáo dục hay không. Một người thì đứng chữ người khác, một người thì đứng khen người khác. Hai hạng người này bạn biết rằng là họ là một hạng người có tiếp nhận giáo dục hay không, một hạng người không tiếp nhận giáo dục. Giống như một cục đá là một cục đá, đá là đá, nhưng có những loại đá thì làm tượng Phật, nhưng có những loại đá thì nằm ở trong cái hàm xí. Nó tùy bạn thôi. Người vẫn là người, nhưng có những con người thì chỉ biết mình không biết ai hết. Nhưng có những con người tại sao lại phát cái tâm ra vì người ta, là do bạn được tiếp nhận giáo dục. Bạn được tiếp nhận giáo dục nên bạn mới mở tâm lượng ra. Còn bạn không tiếp nhận giáo dục sao mở tâm lượng. Nên đa phần cái tâm con người mình là cái tâm gì? Cái tâm mình là tâm ích kỷ. Nếu như mình không được giáo dục thì mình sẽ càng ích kỷ. Mình không biết ai hết trơn á, hiểu chưa? Con người sống trong cuộc đời này mà không cần biết ai hết, đó là cái lối sống của những con người không tiếp nhận Phật pháp là bình thường. Nhưng mà khi tiếp nhận Phật pháp mới hiểu được, vì người mới là vì mình. Vì người mới là vì mình. Vì hôm nay người ta thắt ngạt, biết đâu ngày mai mình thắt ngạt. Hôm nay người ta thắt ngạt mình giúp người ta, biết đâu ngày mai mình thắt ngạt người ta giúp mình. Nên vì người là vì mình. Hôm nay những người mù đó đông vậy, nhưng mai mốt biết đâu mình mù sao. Cuộc đời xoay chuyển, trong những người mù đó cũng có Phật Bồ Tát ở trong đó. Phật Bồ Tát cũng đã từng làm cây cỏ mà. Chúng ta đừng có nói mà tới con người mà là người mù, người mù của Phật Bồ Tát ở trong đó. Từ nơi đó mà mình phải có cái tâm thương họ, giúp họ thì là giúp mình đó. Vì một ngày nào có khi mình cũng mù, thị hiện của cảnh giới nhân duyên ai biết được. Đâu phải Phật Bồ Tát không thị hiện mù đuôi què quặt đâu chợ. Đó nên mình cho tiền người mù cũng phải cái tâm thành kính đó quý vị ơi. Cho phải tâm thành kính đó. Đó. Nên cái đợt này chương trình khiếm thị, chương trình khiếm thị đợt này là chỉ người khiếm thị thôi. Lần trước là có người khác nói vậy tự hiểu. Đợt này chỉ có khiếm thị thôi. Khi chùa chiền cái bữa khiếm thị là những đứa cái cho mấy chú ông đứng ngoài cổng chùa, những người khác khiếm thị mà vô những đứa không cho vô. Tại những người khác đâu phải chi vô mà ngồi im gu mà nhận tiền thì không nói làm chi, mà vô mà dành tiền với người khiếm thị là không có chịu, hiểu không? Làm vậy nó kỳ lắm. Nhiều Phật tử người ta mang cái nghiệp, ý nghĩ người ta là tạo nghiệp luôn, thấy hình thức đó mà đi dành tiền với người ta. Nên chuyến này là riêng khiếm thị, chuyến này là chỉ có khiếm thị cư sĩ thôi nghe, chứ không có một người nào mà không phải cư sĩ. Vô là không có cho vô à, và không có Phật tử nào cúng dường hết. Tại vì sao? Chị này chỉ có cho tiền khiếm thị thôi. Nghe rõ ràng nghe chưa? Không mà thấy phù hợp đó quý vị ơi. À, hồi đó những đứa cũng tùy duyên lắm, nhưng mà nhiều người tạo nghiệp được thời gian rồi. Tạo nghiệp gì? Nhiều cư sĩ đến cũng thấy bực bội, cái tâm mình nó tức lắm quý vị, cũng ghét lắm. Nó cuối cùng nó sanh tâm á, bây giờ thôi khỏi sanh luôn, có thấy đâu sanh. Bây giờ khỏe gọn hơn, mấy lần lễ đông ì ì khỏe re, thấy không? Nên có những cái tự mình hại mình đó quý vị. Tham là hại mình, sân hận là hại mình, ngu si là hại mình. Mở rộng tâm là giúp mình. Đừng nói giúp người ta mà nó không phải giúp mình. Mở rộng tâm là đang giúp mình. Tâm lượng mở rộng ra nó. Nên từ đây tới Tết mà phải chẳng đủ duyên, mỗi tháng tổ chức lần kiếm thị luôn. Từ Tết làm tớ luôn, phải không? Đủ duyên. Quý vị thì không có tiền là dự thôi. Thấy không? Còn có tiền thì làm, sợ gì. Cơ hội mà đây tới 3 tháng Tết. Từ đây tới Tết còn 3 tháng nữa không ta? Hả? 2 tháng mấy hả? 2 tháng mấy nữa phải không?
thì ba lần kiếm thị nó được không? Thứ có được không biết. Làm liều thứ có nói sao? Có gì đâu, những đức chỉ cần làm được quý vị lợi chơi tới có gì đâu. Miễn cần đức làm được là được. Là có cái gốc là bị lợi chơi được, đúng không? Nó đúng không? Nhớ khiếm thị là buông bỏ sang tham. Đừng có bao giờ nói người cư sĩ nào sáng mắt hay tắt đèn. Hiểu chưa? Đừng có nói ai sáng mắt hay tắt đèn. Cái đưa tay là buông bỏ sang tham. Dùng cái câu gì? Buông bỏ sang tham. Nhớ nghe, mang cái tâm đó mà bố thí cúng dường đi. Buông bỏ sang tham. Như chúng ta có ăn không ai đi xè tay nhặn đồng tiền đó đâu. Chắc chắn một là chưa hiểu, hai là khổ quá. Nên mù cũng cần ăn mà sáng mắt cũng cần ăn. Nên đã đưa tay thì tặng tiền. Không làm thôi làm gì đó quý vị. Không? Đó là đứng nhắc hết trơn. Bữa nay mùng 6 rồi phải không? Còn 6 ngày nữa à? Thứ 6 tuần sau. Đúng không? Mau lắm. Tới bây giờ. Đúng không? Nào, lấy quay dí với đà bây giờ đi. Nào, 20.000 cái đàn bông sen chưa trả một ten. Chưa trả một ten. 20.000 đàn bông sen là chưa trả ten nào luôn. Mà nó làm khiếm thị đồ tùm lum la. Kệ. Làm cho chúng sanh, làm cho Phật Bồ Tát, để Phật Bồ Tát sắp xếp coi làm sao. Đúng không? Làm thử đi, thí nghiệm hết thử coi làm sao. Đúng không? Nó còn không có tiền trả, làm gì được nhau. Đèn bông sen cho tát trơn rồi, giờ làm gì được nhau. Có gì nó đi tìm bà Bạch đó bánh. Như Đức đâu có dính vô cái chuyện máy móc đó đâu. Thấy không? Nó dính vào Bạch, nó kiếm vào Bạch chứ ai chịu. Bởi vì những Đức làm mà ta sanh sao ấy. Nhiều người sanh sao mặt mày sẽ là sanh lét bên. Nhiều mấy cô vô hỏi thầy tiền đâu thầy, trời trời sao mà cứ làm vài tiền đâu. Nói, hồi xưa giờ bà thấy tôi làm cái gì mà có thiếu tiền ai không? Sợ hoài mệt thấy ghi. Phật Bồ Tát các ngài thử cái tâm mình có gan không. Chỉ cần phát cái tâm vô lượng thì của vô lượng mà bà lo cái gì cho nó mệt chứ. Đúng không? Giờ tôi xài của Phật, của Phật A-di-đà. Xài của Đức Phật A-di-đà. Nên không có lo cái chuyện đó, không có tiền. Bà yên tâm đi. Không có để cho chùa đói bữa nào đâu sợ. Đúng không? Nó bây giờ mình nó xài tiền của Phật A Di Đà. Bây giờ chùa mình là xài tiền của Phật A Di Đà nghe chưa? Không có lo nữa. Nó cứ làm tới bờ tới bến thử coi có tiền không biết. Đúng không? Nhưng mà quý vị đi đến cái ngôi chùa gì là phước bị tăng lên mau lắm. Phước tăng rất là mau, đến ngôi chùa mình là phước bị tăng mau lắm. Vì biết gì sao tăng mau không? Bị vui. Vui nên phước bị tăng mau. Không có bao giờ mà quý vị khổ đâu, khổ là tại quý vị thôi. Không có khổ đâu, yên tâm, không có gạo ăn lại chùa lấy gạo. Lo gì cho nó mệt thì gạo chùa bao la lại đó lấy ăn hết đi. Lo gì, đúng không? Quý vị thấy có ông thầy nào mà phóng khoáng vui vẻ thoải mái gì không? Thấy gạo lại chùa lấy ăn thôi. Gạo nhà chùa cũng ăn, quý vị cũng ăn, ai cũng ăn, chúng sanh cũng phải ăn gạo chứ. Không có gạo lại chùa lấy ăn thôi có gì đâu. Hết gạo rồi thôi. Đúng không? Tin Phật Bồ Tát thử đi. Mà tin Phật Bồ Tát không phải nằm chờ sung đụng đâu. Có nhiều người ta nói những đứa ngồi đó người ta cúng dường ngon quá. Ngồi đó niệm Phật chờ người ta cúng dường công nhận hay ghê. Không lẽ ở đây niệm Phật đi ngồi chờ cúng dường. Hiểu không? Ngồi niệm Phật đi ngồi chờ người ta cúng dường. Tôi cũng làm việc quá trời luôn. Ngày tôi chạy như đầm già, chạy tới chạy lui tá lả âm binh. Rồi tôi còn phải sử dụng bao nhiêu chất xám để làm cho bao nhiêu con người được an vui và tự tại.
người ta mới cúng chứ đâu phải tự nhiên mà ngồi đó ai với đà phật ai với đà phật à, nhưng mà niệm phật người ta cúng nghe, đừng nói chuyện giỡn chơi, niệm phật người ta cúng thiệt á. Thử đi, ông ngồi mà ông niệm phật, ông chăng thật ông niệm phật đi, ông ngồi ông niệm phật hoài, niệm phật hoài đi, ông vừa hết gạo của người đem lận. Tại vì cái nguyện của Bồ Tát, của Phật A Di Đà, cái nguyện bị nhớ nè. Đức Phật Thích Ca đúng ra ngày sống tới 100 tuổi, nhưng mà ngày 80 tuổi ngày đi là 20 năm tuổi thọ phước duyên đó ngày để lại cho cái người mà vì giáo pháp của Phật không bao giờ thiếu. Yên tâm đi, ở cốc ở ếch gì chăng nữa cũng gì, quý vị cứ lo niệm Phật đi là tự nhiên có người ta đem lại à. Ta đem lại ngộ lắm. Cốc ếch gì ta đem lại chứ á. Ta đứng đây cái chùa bự gì mà ta không đem lại, tự là tự. Phật tử bây giờ mới y y mà để cho mấy bà cụ trong chùa đói. Mỗi người ta đem lại nắm gạo cũng đủ ăn. Phật tử chùa mà giờ người đem một nắm gạo chùa cũng đủ ăn. Nó thiệt luôn. Lo gì? Mình vì thiên hạ vì mình. Chùa đông y y vậy. Bây giờ như Đức Trang nêu lên câu quý vị ơi, hồi sáng á quý vị, mấy bà già không có gạo nấu, còn có nắm gạo nấu cháo cho bà húp quá trời. Bây giờ mấy bà già bà xỉu sùm trong chùa. Ồ, nó giác gạo kinh nó chạy lỡ. Nó giác ạch lỡ, đầy nguyên kho gạo liền, nó chuyện giỡn chưa? Nó giỡn đâu quý vị ô. Vì tin không, mấy bà già bà niệm Phật nghe. Mà bây giờ những Đức chưa nói đi, mà thử nhà chùa mà hết gạo đi, quý vị tin là trong số lượng cúng dường sẽ có người thấy, có người kêu phải lỡ đây cúng dường. Đừng nói chuyện giỡn. Đâu có tự tại chứ à. Còn gia đình chỉ có hai vợ chồng một cái đứa con, yên tâm đi, nếu mà gia đình chịu tu, gia đình này đố mà thiếu. Phải tin Phật chứ, càng bố thí là càng nhiều, sao mà thiếu? Không có thiếu đâu. Trời ơi, lo cái gì mệt chứ. Có cô kia có gặp như Đức, có nói thầy, thầy hồi xưa mà con chưa biết thầy con làm ăn được thế ghê thầy. Từ khi mà con biết thầy tới giờ là còn làm ăn không được luôn. Mà con vẫn thích thầy, con vẫn thích nghe thầy giảng, con thích vẫn thích tu theo thầy. Con vẫn vui, vô cùng vui luôn. Nhưng Đức nói bà được cái mà bà không được. Nó tợ. Làm ăn không được nhưng mà được cái gì thầy? Bà được niềm vui. Bà được niềm vui. Bây giờ tôi hỏi bà nè, nói một câu đơn giản, tôi không biết nhà bà làm sao mà tôi nói bà nghe nè. Bà có đứa con hư phải không? Nói trời trời, sao thầy biết? Bà nói là tôi biết rồi. Vì bà làm có tiền nhiều thì đứa con đó càng hư. Nên từ khi bà biết những đức nghiệp của bà tiêu bớt đi, tiền của bà nó đẩy lùi lại vị trí khác. Bà không có làm ra tiền để đứa con này nó đỡ hư. Hiểu chưa? Nói tờ ơi, thầy nói câu này con sáng luôn á thầy. Nói, đúng rồi, bà phải sáng chứ. Bà phải sáng chứ. Nếu như mà bà làm ra tiền là đứa con nó hư dữ lắm nè, nó quậy te tua bà không đi tu được luôn. Mà gia đình mà rất phiền phức luôn. Nhưng mà bà làm không ra tiền nhưng bà đi tu được. Nhưng mà bà không có đói đúng không? Bà nói không có đói thầy, không có đói, có tiền xài lại ra, nhưng mà không dư như ngày xưa. Nói bà dư như ngày xưa là bà buồn, ngày xưa bà buồn đúng không? Dạ buồn lắm thầy. Đúng rồi, vì từ khi bà biết tôi tới giờ là bà vui mà đủ ăn đủ xài đúng không? Đúng, Phật giúp như vậy đó. Phật giúp là đủ ăn đủ xài. Phật dẹp đi cái tâm tham lam của mình, đừng có nghĩ cao xa vời gì cõi đời, mà hãy nghĩ cực lạc á, đúng không? Phật là cho mình như vậy đó quý vị, là quý vị. Quý vị nhớ là cuộc đời chúng ta, dù mình có làm ông này bà nọ, thành đạt cỡ nào đi chăng, cũng nhờ cái ơn cha mẹ sinh thành nuôi mình khôn lớn. Trước nhất nó phải được cái nhân là chúng ta có được cái thân này, rồi mình mới đi đến chỗ thành đạt.
Chứ nếu như mình không có cái thân này, mình lấy đâu mà thành đạt, đúng không? Nên ơn cha mẹ lớn như lắm. Mà trong kinh Đức Phật nói không có báo ơn được. Dù mình có cổng cha cổng mẹ đi giáp hòn núi tu di cũng không trả được. Cái công ơn này nó to lớn như lắm. Nên người ta thí dụ như ngoài đời thôi, người ta đã quan trọng cái việc ngày lễ sắp tới nè, lễ về ơn thầy cô giáo. Nhưng trong đạo Phật thì nói ơn cha nghĩa mẹ đứng đầu, nên phải gầy dựng từ chữ hiếu. Cái tâm con người mà nó không gầy dựng từ chữ hiếu á, là nó không có gầy dựng được sư đạo. Nhớ kỹ, nó hiếu đạo mà nó sư đạo. Nó đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Nên Đức Phật đi tu cũng vì chữ hiếu mà đi tu. Khi thành đạo rồi trở về hoàng cung cũng vì chữ hiếu mà trở về. Đều là vì chữ hiếu mà. Nên chùa mình á, nuôi rất là nhiều người già, nó cũng phát xuất từ chữ hiếu, hiếu đạo. Từ ngay cái hiếu đạo đó mà cũng làm được sư đạo. Vì ngày xưa nhà Đức đi đến chùa, ngay ngôi chùa, khuyên người niệm Phật nuôi người già. Nhà Đức gầy dựng được cái duyên đó, nên nhà Đức cũng khuyên người niệm Phật và nuôi người già. Có nhiều người, người ta nói nhà Đức, ví dụ như ở chùa ngày xưa sao không thấy quay về. Nhưng quý vị thấy cái làm của những đức có nhiều cái giống người thầy ngày xưa những đức mới đến. Đó là cái quan trọng. Có những người người ta có quay về hoài, người ta cũng làm giống. Thí dụ như cách tu những đức học nguyên văn, cách giảng pháp những đức cũng làm giống. Chắc chắn là những đức phải thấy cái đó là cái đặc biệt, những đức cũng thích. Thấy cái đó là cái thành công lợi ích cho người ta khác, nên mình lấy nguyên văn đó mình học theo luôn. Rồi sư đạo quý vị. Rồi xưa nhà Đức đi đến ngôi chùa nuôi người già, nên nhà Đức nuôi người già là hiếu đạo. Có nhiều người chúng ta dù mình đọc muôn kinh vạn luận, rồi mình học sách thế gian mình hiểu rất nhiều, nhưng quý vị thấy rằng khi cha mẹ mình ngoài đời mà mình muốn chăm sóc, mình muốn quan tâm lo lắng, ngộ thai sao mình khó làm quá. Khó làm. Mà cứ khi mình làm họ không vừa bụng mình nữa. Thấy không? Mà cái duyên nhận đức đi tu nuôi mấy bà già, ông già họ lại vừa bụng mình. Này cũng mừng. Họ vừa bụng mình nên mình nói họ nghe quý vị à. Nói họ nghe. Sắp xếp cho họ được ổn định. Nên những đức đi đến ngôi chùa đầu tiên là nuôi người già, khuyên người niệm Phật. Bây giờ cái mô hình chùa chúng ta nó không có khác gì ngày xưa. Tôi nói giống hệt ngày xưa. Ngày xưa bị lỡ tịnh Thất Quan Âm giống hệt như bây giờ ở đây. Nào hoàn cảnh ở đây thì nó đặc biệt đẹp và sạch sẽ, đàng hoàng. Nhờ Hòa Thượng này xây cái ngôi Dạ Lam gì mà mình có chỗ ở đàng hoàng sạch sẽ để nuôi người già. Nên những đức nói rằng là
dù xã hội nó có phát triển cỡ nào, nhưng cái việc về hiếu đạo sư đạo nó quan trọng. Con người ta mà bỏ cái này không biết gầy dựng chỗ nào, bỏ chỗ nào không biết, cái bỏ chỗ này thì không biết gầy dựng chỗ nào mà ra. Nhưng Đức thấy có một vị này, ông nổi tiếng lắm bên Campuchia, nổi tiếng lắm. Khi ông giảng pháp, nhà Đức thấy ông này nổi tiếng quá, nhà Đức coi thử. Cái cách nói của ông là ông có đạo, ông có mối đạo nào, không có gầy dựng từ đạo Phật hay một mối đạo nào, tự xưng mình là minh sư. Khi ông giảng thuyết thì những Đức thấy chặt lắc hết nha, tại vì không có nguồn gốc quý vị à. Nào là phá hết địa ngục có khả năng đó, rồi nào là đem chúng sanh đi đến cảnh giới giải thoát, rồi chúng sanh có nghiệp lực nặng nề cỡ nào ông cũng có đủ bản lãnh, có công năng để dẫn đưa người ta về. Quý vị coi trong kinh, có đoạn kinh nào mà Đức Phật nói vậy không? Trong khi Đức Phật là được người ta tôn xưng là bậc toàn giác, toàn năng. Quý vị biết rằng mình là người học Phật, mình phải có trí tuệ. Cái đạo Phật dạy nó không phải là tự tôn quý vị, mà là do người ta tôn không à. Đức Thế Tôn, Đức Phật là được chúng sanh tôn xưng, tôn xưng Ngài lên. Vì cái việc làm của Ngài lợi ích cho người ta quá, nên được chúng sanh tôn xưng. Nên khi mình học đạo, mình phải có cái trí tuệ, nhận thức sâu sắc. Nếu ai mà tự tôn là sai rồi. Tại vì việc này là mình tự tôn mình lên. Rồi quý vị coi trong kinh Phật dạy, tự đúc đúc mà đi, dạy mình một phương pháp, mà phương pháp đó Đức Phật đã tu rồi, đã chứng rồi, thì Đức Phật mới chỉ dạy mình. Nên Đức Phật nói rằng, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, và tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ giống ta. Thấy không? Đức Phật chưa bao giờ nói một câu rằng ta sẽ dùng năng lực, công năng ta để đưa chúng sanh về cảnh giới giải thoát. Mà Đức Phật chỉ mình một phương pháp tu trong 84.000 pháp môn để tu, thì môn nào phù hợp mình tu để mình đi đến chỗ giải thoát. Giải thoát là do mình nhìn thấu, mình hiểu được. Nên hiện đời tu, hiện đời giải thoát. Nên quý vị biết học Phật mà quý vị nương vào cái nhân quả thì quý vị có nguồn gốc. Còn quý vị mà không nương vào nhân quả, dù quý vị có thông hiểu cỡ nào, quý vị nói cũng không có nguồn gốc. Nếu như cái người mà người ta thích mau lẹ, nhanh lẹ, thì người ta nghe người ta chạy theo hình thức đó. Nên những đứa thấy người ta chạy theo quá trời đông. Những đứa cũng nghe đồn đến, những đứa coi thử, thì những đứa nói rõ ràng ngoại đạo. Vì không có đạo, không có chỗ nương tựa, vì không có gốc. Mà mình nói mình có công năng, có khả năng phá địa ngục rồi, đem chúng sanh đi đến cảnh giới giải thoát, mà cá nhân mình để lập ra cái cảnh giới giải thoát đó hoàn toàn không phù hợp. Hoàn toàn không phù hợp quý vị. Người mà có thiện duyên chỉ cần nghe qua thôi là hiểu liền, biết liền, chánh. Nhưng mà chúng ta mà không có nhân duyên, đặc biệt với Phật Pháp, thì chạy theo những hình thức mê tín, cho rằng mau quý vị à. Cái người mà gấp gáp, cái người tu học mà gấp gáp mà muốn mau là dễ bị ma tà dẫn dắt. Ma tà dẫn dắt. Nên Đức Phật nói rằng thờ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Cái lý luận của họ lôi kéo dẫn dắt mình mau thành chánh quả, mình ham quá. Nên từ nơi đó mà mình đi sai đường lạc lối. Những Đức nói mình trồng lúa đây nè, mà còn phải chịu 3 tháng mình cực khổ chăm sóc. Mình gặt ăn có một lần một là phải trồng lại, chịu 3 tháng. Còn cái cây nào mà trồng thời gian ăn trái lâu thì hưởng lâu. Còn cái cây nào mà cắt ghép thì nó mau tàn, mau hư. Còn bây giờ mình muốn thành Phật và nói rằng là bây giờ nghiệp lực mình có nặng cỡ nào, một vị toàn giác toàn năng nào phá tan nghiệp lực giùm cho mình,
có khả năng giúp cho mình tiện bề như vậy thì sai rồi, bậy quá. Không bao giờ có việc đó đâu quý vị à. Đạo Phật dạy rất là hay quý vị à. Anh là người buộc dây thì tôi chỉ anh cách mở dây, mà dây này phải tự anh mở ra, hiểu không? Chúng ta ban đầu là chúng ta bước đến hôn nhân là bản thân mình chọn, rồi cũng từ cái hôn nhân này mà nó làm cho mình khổ cả đời, vì có phải không? Ai chọn cho mình? Tự cái nhân duyên của mình nó dẫn dắt mình, và mình là người chọn lựa cái mối hôn nhân này. Và mình rất là mừng khi mình được bước lên xe bông. Thì coi công nhận không? Đa phần luôn. Nhưng mà cũng từ cái niềm vui đó đó mà nó đẩy mình đi đến cái khổ của cả cuộc đời. Làm vợ làm chồng đủ chuyện khổ đau. Là tự mình, đây là sự chọn lựa mà quý vị. Sự chọn lựa này của mình khổ đau. Rồi cuối cùng bây giờ mình khổ đau, mình nghe đạo thì nhờ nghe đạo mà mình tự mở ra cái sợi dây khổ đau đó của mình. Thì thấy phù hợp không? Thật sự mà nói, những đức cũng lo, những đức tu, quý vị lo tu. Lại Quan Âm, những đức cũng là người phàm mắt thịt, xương cốt máu me như người khác. Lại cũng le lử thì quý vị cũng le lử. Thì bỏ công thì thành quả, việc này đúng rồi. Chứ bây giờ mấy vị biết những đức ngồi đó, những đức thoải mái, những đức nói, những đức có công năng gì đó để giúp quý vị, ai tin quý vị? Chỉ có những người mù quáng, mê tín, những người không có góc độ mới chạy theo tầm bậy vậy thôi. Những đức nói tất cả những cái gì trong cái cuộc đời này quý vị à, nó đều phải bỏ công thì mới có quả. Chứ không có bao giờ mà cái gì mà tự nhiên mà mình có được đâu quý vị. Ví dụ như cái đứa con này sinh ra cái là nó nằm trên đống vàng, thì nó cũng tu phước tu duyên rất là lớn, nên nó đẻ ra cái là nó hưởng của cải của cha mẹ liền. Chứ nếu như nó không tu phước tu duyên, ở đâu mà nó sanh vào gia đình này? Nó cũng là hai đứa sinh cùng giờ cùng ngày, nhưng mà sanh ra thì đứa thì giàu, đứa thì nghèo. Tại vì cái nhân cái quả nó tu tập khác nhau, nên đứa gì đứa khác. Cái nhân quả trong nhà Phật, quý vị mà chịu nương vào thì nó mới có nguồn gốc. Nên bất cứ một vị sáng lập đạo pháp nào cũng gì đều phải nương cái gốc của đạo Phật thì nó mới có định lực nhân quả. Quý vị bây giờ quý vị coi, phải các đạo, mối đạo câu thúc không? Các mối đạo mà nó có nền giáo dục là có câu thúc hết. Quý vị nhìn đi thì biết rồi. Như bây giờ đạo Hòa Hảo thì cũng câu thúc cùng với đạo Phật. Rồi đạo tín ngưỡng về Đức Chúa Giêsu cũng câu thúc cùng với đạo Phật. Quý vị coi phải có không? Năm giới mười thiện làm người sanh thiên, không phải là câu thúc cùng với đạo Phật hả? Là từ cái gốc từ Phật Pháp ra. Còn nếu như ai nói tôi sáng đạo ra, mà tự nhiên mình sáng đạo ra, mình không có một cái gì mà thành lập từ cái nguồn gốc từ đạo Phật, thì quý vị khó học theo lắm. Vì phải nhớ kỹ cái chỗ này. Tại vì cái cõi Ta Bà này, cái giáo pháp Đức Phật á, là 12.000 năm. Nên bất cứ một mối đạo nào xuất hiện, nó cũng phải có một cái sợi dây liên kết cùng với Phật giáo. Nó có dính đó quý vị. Để ý thì biết liền à. Đó. Nên mình học Phật đó quý vị ơi, chúng ta nó phải có một góc độ nhận thức sâu sắc kìa. Như những đức nãy nói câu quý vị thấy quan trọng. Những đức đâu có lôi kéo tín đồ hay lôi kéo ai đâu. Nói là tôi ngồi đó hay tôi lễ Quan Âm mà tôi không sức mồ hôi đâu. Tôi muốn xỉu luôn. Tôi mới tạo thành quả. Chứ đâu phải là tôi nói là tôi khỏe gì đâu chợ. Tôi còn muốn mệt hơn quý vị nữa. Mà tôi có một cái tấm lòng, có một cái tâm, tôi muốn làm cái việc đó để cho nhiều người cùng làm theo thôi. Hiểu không? Vì mình cũng là cái thân phàm phu. Nhưng cái thân phàm phu, nhưng mình có một cái tâm học theo Bồ Tát Phật. Vậy thôi, còn cái thân mình thì thân phàm phu. Chứ làm gì mà bản thân mình làm mà không mệt, ngồi thiền mà không đau chân, lễ Phật mà không mỏi chân. Đã là mình mang cái thân tứ đại thì muốn cái quả gì thì chúng ta phải bỏ công. Chứ không có cái chuyện mà nói khơ khơ được. Hoặc là dù Đức Phật đã thành Phật, nhưng chưa bao giờ Đức Phật dùng thần lực của Ngài để giá trị cho ai, mà để người đó tự nhiên thành Phật, không có. Mà Đức Phật chỉ cái cách tu,
Rồi Đức Phật á, gia trì bằng cách là Đức Phật dạy, Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nhắc nhở. Đó là cái gia trì trong đạo Phật. Chứ đâu phải gia trì là quý vị dùng phép thuật gì giống như trong phim. Ví dụ như bây giờ người thầy công lực quá cao, tự nhiên kêu đệ tử ngồi xuống và truyền hết công lực cho đệ tử. Chuyện này là phim ảnh chơi thôi. Chứ làm gì có cái chuyện học đạo mà có cái chuyện mà dùng công lực để truyền cho đệ tử, đâu có đó quý vị. Trong cái truyền pháp á, là gì? Là đem cái pháp phù hợp với cái thằng này nè, nó áp dụng được nè, đem cái pháp này dạy cho nó. Mà thằng này nó có khả năng lãnh ngộ, nên tổ sư mới truyền pháp, là người này tiếp tục kế thừa là lãnh ngộ. Hiểu không? Đó. Chứ đâu phải là ngồi xuống như trong phim, tự nhiên trưởng vô cái lưng rồi công lực nó qua, thằng kia hết trơn, cái tự nhiên thằng kia nó có công lực của thầy. Tầm bậy, làm gì có cái chuyện kỳ cục, đây là phim ảnh chơi thôi. Hiểu không quý vị? À, nên mình tu học mình phải có góc độ quý vị ơi. Chứ nếu không á, con đường mình đi tầm bậy á, lạc lối. Nó vậy đó quý vị, mà nếu không đủ thiện căn là bản thân mình mù quáng chạy theo. Ừ, mù quáng kinh khủng lắm quý vị. Nên á, trong Phật pháp á, mình học tập á, bản thân của chúng ta được thành công là thành công xác thực, chứ nó không có thành công mù quáng. Thành công xác thực là bản thân của chúng ta đã mang thân này thì cũng có bệnh đau, cũng có yếu, cũng có nhức đầu đau bụng, có như con người bình thường. Nhưng mà chúng ta đã học đạo rồi, nó khác con người bình thường ngay chỗ này nè. Người ta bệnh đau là người ta than thở khóc lóc kêu gào, khổ đau là người ta chán nản, người ta than thân trách phận. Còn mình là người nghe đạo rồi, mình cũng bệnh đau như người ta, mà mình vẫn sống trong cái bệnh đau, mà mình vẫn sống, vẫn vui được. Chứ không phải là không đau, đúng quý vị? Còn mình nghèo, mình khổ, mình gặp tai nạn gì thì mình biết đây là số phận nhân quả của mình. Mình vui mình trả. Đó, cái người học Phật là nó khác cái người không học Phật là gì thôi. Chứ bản thân chúng ta mà đói thì là đói, còn khát nước là khát nước. Còn muốn ăn là muốn ăn, còn muốn ngủ là đi ngủ. Cái chuyện này là quy luật tự nhiên rồi. Đó, nó quy luật tự nhiên, nhưng mà mình ở trong cái quy luật đó đó, mình là người tu hành thì nó không bị lạm dụng quá đáng như cái người không tu thôi. Quý vị thấy nó có khác gì đâu. Nhưng mà trong cái tâm hiểu hay không hiểu thì cái người học Phật và người không học Phật khác nhau. Phải nhớ chỗ này. Chúc quý vị an lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, mỗi tuần thứ bảy chúng ta về đây cộng tu quý vị, cái đại chúng mà niệm Phật, nghe pháp, không sanh cũng thiết thực của đại chúng, công đức nó lớn lắm. Nên chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và tất cả chúng sanh ở trên cái quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát ở trên quả địa cầu này đều được hồi hướng công đức. Nguyện thần thức quý vị tỉnh táo sáng suốt, biết nương một bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành vấn đào. Như đang ngô tình chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết hữu tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành vấn đào. Như đang cô hồn chung ngã kim tí như cung,
nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tử công đức vô cập mư nhân tiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà, án một lũng lăng ta bà, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, ú danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hê Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Quý vị nhớ cái công đức phóng sanh thù thắng là ngay chỗ này nè. Quý vị phóng sanh giống như quý vị phóng những cái tâm phiền não buồn phiền ra khỏi cái tâm mình nè. Là phóng sanh đó nó ý nghĩa vậy lắm. Nhớ. Và phóng sanh mà mỗi lần phóng sanh rồi nó phát tâm từ bi rộng lớn ra. Có nhiều người chúng ta phóng sanh nhiều lắm mà đụng con người là chúng ta sực người ta liền. Vậy này là mình phóng cái gì không biết luôn. Này phóng xuống sông. Hiểu chưa? Phóng sanh là mở tâm lượng ra, trưởng dưỡng lòng từ. Mà đã là lòng từ đối với chúng sanh là loài súc sanh, tại sao chúng ta lại thiếu lòng từ đối với con người? Cái này là cái mình không đi suy nghĩ nữa. Có nhiều người ta phóng sanh rất là nhiều luôn quý vị, nhưng mà người ta rất là hung dữ. Sao người ta không chịu mở cái tâm từ bi ra với con người? Nên mình mỗi lần mình phóng sanh là mình tha thứ cho chồng, mỗi lần mình phóng sanh là mình tha thứ cho vợ.
Mỗi lần mình phóng sanh là người ta thứ cho con, cái đó là phóng sanh. Phóng những cái loài súc sanh trong tâm ra, cái tâm mà giận hờn là súc sanh đó. Chứ bị biết, cái tâm mà câu có sân si là súc sanh. Mình phóng những cái loài súc sanh này để trưởng dưỡng lòng từ trong tâm, nó đột phá vô cái tâm từ bi của mình, mà nó dăng tất cả những cái phiền não sân si ra khỏi cái tâm đó là phóng sanh. Chứ không phải là đi phóng sanh tối ngày mà đụng đâu cũng sực đó. Thấy không? Có cái lần mà những đứa coi công đoạn phóng sanh, mà phóng sanh xong cái thằng nó lỡ nó bắt, xong bay vô quýnh cầm cái dầm đập bịch 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 lấy đá liền rầm rầm. Thì thấy ghê chưa? Cái này là phóng nguy hiểm. Mà phóng xong thiệt mà, bay xong luôn quý vị ơi, ghê lắm. Công đoạn này những đứa có quay cho quý vị coi mà. Thấy không? Nên quý vị cẩn thận nghe, phải nhìn nhận cái sự việc phóng sanh là cái tâm của mình đừng có buồn giận hận thù, buông ra, đó mới là phóng sanh. Còn cái gì tha thứ được thì tha thứ đi quý vị, đó là phóng sanh thật sự đó. Thấy không? Nó đó, nên mỗi lần mà những đức quy xong mà chim thả mà bay đi đó, quý vị vỗ tay vì nhìn theo chim, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, buồn đem ra đi, buồn đem ra đi. Cho nó bay theo. Vậy là phóng sanh. Hiểu không? Đó. Có khi mà phóng sanh mà tự nhiên đang vỗ tay mà bà nào mà vỗ kế bên mà niệm lớn quay lại là... kiểu này không đúng rồi. Thấy không? Đó đó là nhớ nghe, chịu dưỡng lòng từ nghe quý vị. Có nhiều cô mà ở đây phóng sanh kịch liệt vậy mà về trời ơi cầm cái chai thuốc xịt mũi xịt kiến hét kiến chết queo hết trơn. Mấy bà phóng có mấy con chim thôi vậy mà bây giờ giết ổ kiến. Nó trưởng dưỡng lòng từ là thương loài động vật, thương con người mới là quan trọng, thấy không? Nó thôi giờ đọc tam quy y nè, thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ đi thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mời quý vị xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi.